Chào các bạn. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài học số 16. Ở bài học này thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái bộ hồ sơ đấu thầu là gồm những bảng biểu tính toán như thế nào và thể hiện ra làm sao. Thế thì ở bài học này thì chúng ta sẽ có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là chúng ta tìm hiểu xem là ở trong thông tư Bộ Xây dựng hướng dẫn thì cái việc tính toán, công thức tính, cách thể hiện bảng biểu về chiết tính như thế nào, bảng dự thầu như thế nào, rồi là hạng mục chung khi mà chúng ta làm hồ sơ thầu là gồm những cái thành phần chi phí gì. Đấy. Rồi là khi làm hồ sơ đấu thầu thì chúng ta phải thể hiện cái dự phòng thầu như thế nào, và cuối cùng là cái bảng dự toán gói thầu như thế nào. Đấy, công thức cũng như là các cái bảng biểu tính toán làm sao. Nội dung thứ hai thì chúng ta sẽ thực hành cái việc tính dự toán gói thầu hay là tính hồ sơ đấu thầu đấy, trong phần mềm dự toán G8. Thì ở trong video này thì tôi sử dụng cái phần mềm dự toán G8 để mà hướng dẫn chúng ta thực hành, cũng như là trong quá trình hướng dẫn các cái bảng biểu chi tiết tính toán số liệu tính và công thức tính để mô phỏng theo cái thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng thì tôi cũng sử dụng phần mềm dự toán G8. Tại sao thế? Vì là hiện nay thì cái phần mềm dự toán G8 là một trong những phần mềm mà có tính năng rất là mạnh. Trong đó cái tính năng làm dự toán, làm hồ sơ đấu thầu thì rất là mạnh. Đấy. Và đặc biệt là nó tính năng mạnh nhưng mà lại rất dễ sử dụng, giống như là chúng ta sử dụng Excel vậy thôi. Ai đó chỉ cần học cách sử dụng, nếu mà sử dụng các tính năng cơ bản ấy thì trên mất độ khoảng 5-10 phút là xong rồi, là biết cách dùng rồi. Đó, tất nhiên là để chuyên sâu thì chúng ta phải theo dõi những cái video giống như video này thì chúng ta mới hiểu sâu được phần mềm. Hoặc là trên website của dự toán G8.com thì có mục là hướng dẫn qua video, thì chúng ta xem các video chi tiết trong đó thì chúng ta sẽ hiểu sâu về cách sử dụng phần mềm. Và hiện nay thì cái phần mềm G8 này là được sử dụng rất là phổ biến trên cả ba miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam, cũng như là sử dụng ở các sở ban ngành, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cũng như là các nhà thầu thì sử dụng vô cùng nhiều, và đi đâu chúng ta cũng gặp cái phần mềm dự toán G8 này. Thế thì bây giờ tôi đi chi tiết vào cái hồ sơ đấu thầu. Thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại cái thông tư số 06 năm 2016 do Bộ Xây dựng công bố. Thì ở trong thông tư này nó khác với cả thông tư số 04 năm 2010 cũ, là Bộ Xây dựng hướng dẫn thêm các cái phần như là hạng mục chung, rồi là dự phòng, tức là khi mà chúng ta đấu thầu đấy là chúng ta làm cả dự phòng, chứ không hẳn là chỉ trong cái quá trình mà lập tổng đầu tư chúng ta mới phải tính dự phòng, mà bây giờ khi mà chúng ta làm hồ sơ đấu thầu chúng ta cũng phải tính toán để mà thể hiện được cái việc mà dự phòng do khối lượng phát sinh, do yếu tố trượt giá, tức là giá cả nguyên vật liệu, nhân công, rồi là máy móc, thiết bị, v.v. ngoài thị trường nó tăng lên hay nó giảm đi thì chúng ta cũng phải tính dự phòng nó vào, và có một cái bảng tổng quát nhất để khi chúng ta đấu thầu là ở cái bảng số 2.5 trong phụ lục 2 ở trang số 45 nói về dự toán gói thầu. Thì tôi xin mở rộng thêm một chút cái bảng bảng 2.5 này này. 2.5 nó nằm ở phụ lục 2 về phương pháp xác định dự toán xây dựng. Đấy, thì là có một cái bảng dự toán gói thầu. Rồi. Bây giờ khi mà chúng ta làm một số thầu thì cái bảng cuối cùng, cái giá trị cuối cùng chúng ta phải xác định đó chính là cái giá trị tổng cộng ở dưới cùng này. Đấy, tổng cộng dưới cùng này. Thì trong cái dự toán gói thầu này, Bộ Xây dựng yêu cầu chúng ta phải tính được là ba cái thành phần cơ bản, thành phần chính trong một cái hồ sơ thầu. Một là chi phí xây dựng của gói thầu. Đấy, thì trước đây là chúng ta cứ hay tính chiết tính rồi dự thầu, là chúng ta đã xác định được cái chi phí xây dựng của gói thầu ấy rồi. Tuy nhiên khác với các thông tư cũ, ví dụ như thông tư 04 năm 2010 cũ chẳng hạn đó, thì thông tư 06 hay 16 mới này thì Bộ Xây dựng hướng dẫn thêm hai cái thành phần là hạng mục chung. Đấy, trong hạng mục chung thì có lán chạy ở tạm là 1 này, có công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế là 2 này, và hạng mục chung còn lại là 3. Trong cái hạng mục chung còn lại là chúng ta phải tính dự toán ra, xác định các cái công việc như là một cái công việc bình thường cho đưa vào, thì cái phần này tôi sẽ lát nữa tôi sẽ nói sâu thêm. Rồi mục 3 là chúng ta phải tính chi phí dự phòng do khối lượng phát sinh, rồi do yếu tố trượt giá vào,
và cuối cùng là chúng ta tính cộng tổng cộng. Như vậy là cái gói thầu của chúng ta nó bao không chỉ là chi phí xây dựng không, mà nó còn cả những cái chi phí hạng mục chung mà trước đây các hồ sơ thầu trước đây chúng ta không thể hiện được. Trước đây các hồ sơ thầu chúng ta chỉ thể hiện được mỗi cái lán trại ở tạm này, chứ không có cái mục 2, 2, 3 là cái chi phí hạng mục chung còn lại là chúng ta chưa có. Trước đây chúng ta không có dự phòng thì bây giờ chúng ta có trong cái hồ sơ đấu thầu. Đấy. Thế thì cái văn bản mới là Bộ Dựng yêu cầu phải có một cái bảng 2.5 này là cái để chúng ta xác định được cái giá trị cuối cùng của gói thầu của chúng ta. Đấy. Rồi, vậy thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cái việc mà xác định chi phí xây dựng trong gói thầu trước. Đấy. Thì như ở bài học các bài học trước thì khi mà học đến phần mà bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng công trình, đấy, thì chúng ta đã được học ở cái bảng 3.1. Bảng 3.1 trang số 57 trong thông tư này. Bảng 3.1 là cái bảng đầu tiên trong phụ lục số 3 của thông tư 06 năm 2016 Bộ Dựng. Đây, phụ lục 3 trong thông tư 06. Thì ở cái bảng 3.1 này ấy, thì và nếu ai đó mà chưa xem cái video nói về bảng tổng hợp dự toán chi phí dựng thì chúng ta sẽ xem cái chúng ta tìm ở trên trang web của dự toán g8.com hoặc là chúng ta tìm ở trên YouTube cái bài nói về tổng hợp chi phí xây dựng đó. Thì tôi nhắc lại một chút là khi chúng ta tính xác định cái tổng dự toán của một cái công trình, đấy, ví dụ như là chúng ta là một đơn vị tư vấn thiết kế, đấy, chúng ta lập hồ sơ thiết kế xong rồi, bản vẽ kết cấu xong rồi, kiến trúc xong rồi, điện nước xong rồi, vân vân, phòng cháy xong rồi, thì chúng ta tiếp theo là chúng ta làm dự toán để chúng ta xác định được cái giá trị, đấy, giá trị tạm thời, tạm tính hay là còn là dự toán đấy của cái công trình đấy nó vào khoảng bao nhiêu, đấy, để chúng ta thông báo chủ đầu tư, chúng ta báo chủ đầu tư rằng là đấy, tôi thiết kế cho anh công trình rồi và bây giờ tôi cũng tính cả cái giá trị công trình này nó theo cái dự toán tức là dự dự kiến, toán là tính toán ra, tức là tôi dự kiến công trình này của anh tính toán ra nó khoảng bằng này, nó chưa chính xác lắm đó, chưa thể chính xác 100% được đấy. Thế thì trong cái bài học nói về bảng dự toán chi phí dựng này thì tôi đang dẫn rất chi tiết, ở trong này nó gồm có những chi phí gì ạ, chi phí trực tiếp này gồm có vật liệu, nhân công, máy, rồi tiếp theo là chi phí chung đấy, là cái chi phí mà quản lý điều hành của doanh nghiệp đơn vị thi công đấy, rồi là thu nhập chịu thuế tính trước, tức là cái lợi nhuận tạm tính trước thuế thu nhập doanh nghiệp đấy, như là tạm tính mà đơn vị thi công người ta được hưởng đấy, rồi là thuế giá trị tăng thì thông thường là tại thời điểm tháng 2 năm 2019 thì luật thuế của chúng ta về cơ bản vẫn là 10%, thì đây là cái khoản mà chủ đầu tư phải nộp cho chính phủ, cho bên thuế đấy, thì nộp nhưng mà thông qua đơn vị thi công, và cuối cùng là chúng ta cộng lại sau thuế đó, thì ra được bao nhiêu. Thì cái chi phí xây dựng sau thuế là cái dòng cuối cùng này, ký hiệu là GXD này, thì chúng ta đã học và chúng ta biết rằng đó là chi phí xây dựng của cả một công trình đấy, tức là từ lúc bắt đầu tôi thi công phần móng, phần thân, phần mái, rồi phần vân của một cái công trình dân dụng, hay là từ lúc bắt đầu tôi thi công một con đường đến khi mà tôi hoàn thành con đường đi vào sử dụng đó, thế thì cái chi phí xây dựng đó là bao nhiêu, của cả công trình là bao nhiêu, thì nó sẽ thể hiện ở cái dòng cuối cùng này đó. Thế thì bây giờ chúng ta có thể nghĩ một cách khác được không, nghĩ thêm một chút về vấn đề này được không? Đây là tôi tính cho cả một công trình thì tôi ra được cái giá trị GXD ở cuối cùng này. Thế nhưng mà tôi có thể là tôi tính cho một đơn vị công tác có được không? Tôi lấy ví dụ như bây giờ tôi cũng dùng cái bảng này, tôi cũng dùng cái bảng 3.1 này để tôi xác định được chi phí vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí dưới này. Nhưng mà cho 1 mét khối bê tông của cột, cho 1 mét khối, 100 mét khối, một đơn vị, một cái block nhé, là 100 mét khối đào đất chẳng hạn, hay là 100 mét vuông cốt pha chẳng hạn, vân vân, tức là một block đơn vị công tác. Đấy, một block ở đây có thể là một đơn vị công tác, nhưng cũng có những công tác người ta phải tính cho đơn vị là 100 mét dài, 100 mét khối, 100 mét vuông chẳng hạn đó, thì tôi tạm gọi là một đơn vị công tác nhé, cho gọn. Đấy, thì tôi có thể là tính cái chi phí, tôi thể hiện cái bảng 3.1 này nhưng mà lại là chi phí cuối cùng, chi phí sau thuế, nhưng mà cho một đơn vị công tác. Đấy, thì cũng được. Thế xong rồi thì một đơn vị tôi biết được xác định là bao nhiêu rồi, thì cái chủ đầu tư họ mời thầu chúng ta bao nhiêu khối lượng của chúng ta nhân lên, thì chúng ta sẽ biết được là đó chính là cái giá trị của cái giá trị mà chúng ta đem đi đấu thầu ấy, cho từng cái công tác đấy. Đấy, đấy chính là cái, thì cái nguyên lý này chính là cái nguyên lý để mà chúng ta xác định cái
và thể hiện được cái bảng chiết tính và dự thầu. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ chuyển sang bên phần mềm để chúng ta hình dung rõ hơn. Trong cái hồ sơ mời thầu, trong hồ sơ mời thầu mà khi mà chúng ta đi mua cái bộ hồ sơ mời thầu do chủ đầu tư họ phát hành, thế thì đâu đó ở trong cái sẽ có một cái phụ lục trong cái hồ sơ mời thầu đó, họ sẽ thể hiện được các cái thông tin về ba thông tin. Thứ nhất là tên các công việc mà người ta mời chúng ta, cái thứ hai là đơn vị tính, và cái thứ ba là khối lượng mời thầu. Đấy, thì thông thường là chúng ta sẽ có ba cái cột này, E, F và cột O như thế này, như trên màn hình của chúng ta đây. Và thông thường thì trong hồ sơ mời thầu thì sẽ không có cái diễn giải màu xanh này, không có diễn giải này, mà thông thường người ta chỉ mời tròn cái khối lượng này thôi, chứ người ta không thể hiện cái diễn giải như ở đây của trong cái bộ hồ sơ dự toán này. Đấy, nói tóm lại là chỉ có ba cột là gì ạ? Tên các đầu việc này, đơn vị tính và khối lượng người ta mời thầu, khối lượng theo cái đơn vị mà người ta đưa ra ở đây. Đấy, và chúng ta phải bóc tách cái khối lượng này ra. Đấy, bóc tách khối lượng này ra. Đấy. Thế thì bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết cái bảng chiết tính. Chiết tính thì về cơ bản bảng chiết tính cũng sẽ tuân thủ theo cái bảng 3.1 này. Đấy, tuân thủ bảng 3.1 này để tính cho một đơn vị công tác, cho từng tính giá trị để chúng ta xây lắp hoàn thiện cho một đơn vị công tác. Cụ thể như sau. Tôi chuyển sang cái bảng chiết tính ở bên phần mềm dự toán G8 thì chúng ta sẽ dễ hình dung hơn, nhanh hơn. Rồi, ok. Đây chính là cái bảng chiết tính và nó thể hiện ở bên sheet chiết tính của phần mềm dự toán G8. Thì tôi dùng phần mềm G8 để mô phỏng cho nhanh hơn. Do việc là tôi kẻ một cái bảng trên Excel, chúng ta rất mất thời gian làm từ đầu. Rồi. Thế thì cái bảng chiết tính nó thể hiện cái gì? Nó cũng phải thể hiện được gì ạ? Là các công tác có trong một công trình. Đấy, công tác số 1 là cái gì? Mã tên đơn vị. Công tác số 2 là cái gì? Mã tên đơn vị là cái gì? Đấy, mã công tác số 3 là cái gì? Vân vân. Đấy. Cái khối lượng này thì luôn luôn là 1, bởi vì cái chiết tính, bảng chiết tính thì bao giờ cũng tính cho cái giá thành xây lắp. Giá thành xây lắp cuối cùng, con số này, ví dụ 1.072.309.000 là giá thành xây lắp mà đơn vị thi công đó, đơn vị nhà thầu đó họ bỏ cho một đơn vị công tác này. Nhớ là một đơn vị công tác nhé, một đơn vị công tác. Đấy. Thế thì cũng giống như là thông tư, thông tư yêu cầu phải thể hiện gì ạ? Sigma của QG nhân DG vật liệu, DG nhân công và QG nhân DG máy. G chạy từ 1 tới tổng số vật liệu, tổng số nhân công, tổng máy đây. Thế thì ở đây chúng ta cũng thể hiện gì ạ? Các loại vật liệu mà cái công tác khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay này đã sử dụng là gì? Gầu khoan này, răng khoan này, vật liệu khác này, 2% này. Đấy. Các loại nhân công thì trong hợp này chỉ có một thôi. Thông thường chỉ có một hoặc hai thôi. Đấy. Thì nhân công bậc 4/7 nhóm 1. Đấy. Cái công tác khoan này nó phải sử dụng máy khoan ED cần khoan cần cẩu 25 tấn và máy khác là 2%. Thì tất cả các cái thông số như là các loại vật liệu, các loại nhân công, các loại máy, số ca hay là số công hay số cái, số chiếc này. Đấy, thì định mức này là chúng ta sẽ tra ở trong cái quyển định mức. Ví dụ như là AC321 này, chúng ta sẽ tra trong cái quyển định mức phần xây dựng. Ví dụ 1776 năm 2007, 1172 năm 2012, rồi là 588 năm 2014, hay là gần đây nhất thì là 235 năm 2017. Đấy, thì chúng ta sẽ tra trong cái định mức đấy thì chúng ta sẽ ra được gì ạ? Vật liệu, nhân công và máy thi công ở đây. Đấy. Hay như một công tác khác như là AC32810 là bơm dung dịch bentonite thì chẳng hạn. Đấy, thì cái vật định mức vật liệu công máy này chúng ta cũng tra ở trong các cái bộ sách định mức phần xây dựng. Đấy. Có thể các công tác khác thì chúng ta tra phần lắp đặt thì chúng ta tra phần lắp đặt vân vân. Thì để hiểu thêm, hiểu rõ về cái hệ thống định mức thì các bạn tìm trên YouTube hoặc là trên trang web dự toán G8.com thì đã có video hướng dẫn chi tiết về phần định mức, thì các bạn xem thêm. Tuy nhiên ở đây tôi cũng hướng dẫn sơ sơ thì là cái định mức này tôi tra ở đâu ra. Thì chúng ta sẽ lấy ở một cái tài liệu như sau. Là chúng ta sẽ lấy ở cái định mức 176. Thì cái định mức này là chúng ta sẽ lấy ở trong dự toán này, luật xây dựng này. Hoặc là chúng ta bấm vào cái sheet luật xây dựng ở dưới cùng màn hình này cũng có. Thì cái định mức 176 năm 2007 là bộ xây dựng thì nó nằm ở đây, mục thứ hai đây. Thì chúng ta bấm tải về. Nó sẽ có. Đây. Thì ở đây là cái chúng tôi mở đến cái link tới website là moc.gov.vn là cái website của bộ xây dựng, cho nên là các cái văn bản ở đây thì chúng ta hoàn toàn tin cậy. Và cái định mức 1776 thì cái file đính kèm đây, chúng ta tải cái file này về.
Khi tải file này về xong thì chúng ta giải nén nó ra. Đây là file ra, là file nén. Đấy, thì chúng ta giải nén ra. Sau đó thì khi giải nén ra thì nó sẽ có 3 file như thế này. Đấy, 1, 2, 3 như thế này. Đấy, thì chúng ta mở cái file lớn này, file định mức dự toán 24 công bố này, thì chính là cái file định mức 176 của Bộ Xây dựng. Cái tên file không quan trọng nhé, định mức dự toán 24 là không quan trọng đâu, nhưng được thực chất đây chính là định mức 176. Thì khi mở ra nó sẽ ra cái định mức như thế này. Cái màn hình của chúng ta sẽ tương tự như này. Thì bây giờ tôi sẽ tìm đến cái công tác mà AC32810. AC.328 chúng ta xem đây. Thì đây tôi hướng dẫn cái việc cách tra, thì là chúng ta tra trong cái quyền định mức 176 thì sẽ tương tự như này. AC328 đây, 10 sẽ là đây. Đấy. Thì vật liệu nó gồm bentonite này, phụ gia CMC, nước ngọt, vật liệu khác. 39,26, 1,29 à 1,91. 39,26, 1,91 phụ gia. Nước là 0,67 và vật liệu khác 2%. Nước 0,67, vật liệu khác là 2% đây. Đấy. Nhân công bậc 4/7 là 0,58 công. Đây, 0,58 công. Đây. Đấy. Tất nhiên cái công tác này thì là thường là công tác nhóm 1 rồi. Tiếp theo là các loại máy, thì máy trộn, máy sàng, máy bơm nước 200 mét khối giờ thì đều là 0,05k. Máy trộn này, máy sàng dung này, máy bơm nước 200 mét khối giờ đều là 0,05k. Đấy. Và cái chỗ này là xà lan mà họ ghi dấu gạch này, không phải là dấu gạch là giống như bên trên đâu, mà cái dấu gạch này có nghĩa là không có nhé. Cái dấu gạch này có nghĩa là không có, chứ không phải là nó giống như bên trên là 0,05k đâu, mà là không có. Đấy, cái máy khác ở đây là 2%. 2% thì đây, máy khác ở đây chúng ta cũng là gì ạ? Là 2%. Đấy. Thế như vậy là vừa rồi tôi đã hướng dẫn sơ bộ cái cách tra định mức để mà trong quyền định mức của Bộ Xây dựng hay là các bộ khác, các bộ chuyên ngành, nếu chúng ta làm các cái công trình thuộc các lĩnh vực chuyên ngành khác thì chúng ta tra định mức tương ứng nó cũng tương tự như này thôi. Đó. Thì chúng ta tra xong, chúng ta đưa cái định mức này vào đây. Đấy, là chúng ta đã được định mức rồi. Tiếp theo, ở đây chúng ta thể hiện được cái công thức mà Bộ Xây dựng yêu cầu là gì ạ? DG vật liệu, DG nhân công, DG máy, thì gì ạ? Chúng ta thể hiện cột D là cái đơn giá, tôi chuyển lên trên cùng chúng ta rõ nhìn đây. Cột đơn giá đây. Vật liệu chúng ta thể hiện ở đây, nhân công thể hiện ở đây và đơn giá máy chúng ta thể hiện ở đây. Đó. Thế thì đối với các cái vật liệu này, tôi xin nhắc lại là chúng ta xem lại cái bài học đầu tiên về bảng giá vật liệu ở trên trang dự toán g8.com hoặc là trên YouTube, thì chúng ta đã có cái bài viết cái video nói về bảng giá vật liệu rồi. Thì trong bảng giá vật liệu tôi đã hướng dẫn là gì ạ? Có 3 cái loại giá vật liệu. Thứ nhất là giá vật liệu gốc. Đấy. Thứ hai, giá vật liệu gốc. Thứ hai là giá vật liệu thông báo do tỉnh, thành phố họ công bố. Và trong phần mềm G8 chúng ta có thể dùng gì ạ? Áp giá thông báo vật liệu để chúng ta áp cái giá do tỉnh, thành phố công bố, do sở xây dựng công bố. Đấy, liên sở xây dựng tài chính của tỉnh họ công bố. Đấy, thì chúng ta áp bằng phần mềm cũng được, hoặc là đấu thầu thì thông thường là có thể là chúng ta áp bằng tay. Ví dụ như là các cái giá, các cái cát đá sỏi sắt thép mà chúng ta thực tế mua được ở các cái đại lý, ở các cái bãi cát bãi đá. Đấy, các cái mỏ cát mỏ đá chúng ta mua được bao nhiêu thực tế đấy, thì chúng ta sẽ điền vào đây. Đấy, điền vào đây. Tuy nhiên cũng có một số vật liệu thì chúng ta cũng có thể lấy theo thông báo giá của tỉnh, thì chúng ta nháy phải chúng ta chọn áp giá thông báo vật liệu thì cũng được thôi. Đấy. Thì như vậy tóm lại là có hai cách để áp giá thông báo. Một là cái giá mà chúng ta mua được thực ở ngoài thị trường. Đấy, ở các đại lý, ở ngoài các mỏ cát đá. Đấy, cái thứ hai là có thể là giá thông báo do liên sở xây dựng và tài chính của tỉnh họ công bố thì chúng ta đưa vào đây. Thì đấy là giá thông báo. Và cái loại giá thứ ba là giá hiện trường, tức là giá thông báo này nhưng mà có tính thêm, hay là giá chúng ta mua ngoài, chúng ta đã mua được vật liệu nhưng mà chúng ta phải cộng thêm một cái chi phí nữa, đó là chi phí vận chuyển bằng ô tô. Đấy, vận chuyển bằng tàu, bằng thuyền, rồi là bằng gánh bộ, cải tiến kit, nếu có thì chúng ta sẽ cộng hết nó vào thì chúng ta sẽ ra được cái giá hiện trường. Và thì tôi nhắc lại một chút về cái bài học về bảng giá vật liệu. Thế thì cái bài học về bảng giá vật liệu đó sẽ được áp dụng cho cái đơn giá vật liệu này. Đấy. Cụ thể trong hợp này ấy, thì tất cả những vật liệu này là chúng ta phải xác định là giá vật liệu đến hiện trường xây lắp. Đấy, đến hiện trường xây lắp, chứ không phải là vật liệu gốc hay là vật liệu thông báo thì nó chưa đủ. Chúng ta phải xác định được cái vật liệu đến hiện trường xây lắp. Cho nên là cái giá này chính là giá hiện trường, chốt lại là giá hiện trường. Cái nhân công này chúng ta lấy đâu ra? Đấy, cái đơn giá nhân công 248.135 đồng này. Thì ở bài số 2 đấy, chúng tôi đã hướng dẫn cái video nói về bảng giá nhân công. Thì chúng ta đã tính theo thông tư 05 như thế nào.
Đấy, ở cái điều 4 trong thông tư 05 đã hướng dẫn công thức tính rồi các cái hệ số cho nhân công như thế nào thì chúng ta sẽ áp dụng cái đưa vào đây để tính. Đấy, rồi là đối với các tỉnh như là thành phố Hà Nội hay là tỉnh Quảng Ninh hay một số tỉnh khác đặc biệt ấy, thì người ta ban hành cái bảng giá nhân công riêng của người ta tính như nào, thì trong cái bài số 2 là bảng giá nhân công tôi đã hướng dẫn rất chi tiết cái cách để mà tính ra được cái đơn giá nhân công này rồi. Đấy, đấy, cụ thể cái giá nhân công mà tính ở đây này ra được ở đây thì tôi đã hướng dẫn rất chi tiết trong một cái video là bài số 2, bài 2 về bảng giá nhân công, chúng ta tìm và cho xem thêm. Đấy. Tiếp theo thì ở cái bảng giá phần máy, đơn giá ca máy này thì tôi cũng đã hướng dẫn ở bài 3 về bảng giá ca máy, thì tôi đã hướng dẫn chi tiết cái cách tính đơn giá ca máy theo phụ lục số 6 trong thông tư 06 năm 2016 do Bộ Xây dựng công bố. Đó, thì chúng ta chưa xem, chúng ta chưa tính thì chúng ta sẽ học cái đó, chúng ta chưa biết thì chúng ta có thể tìm lại trên website Dự toán G8 để chúng ta xem là cái, hoặc là trên YouTube cái bài số 3 về bảng giá ca máy để chúng ta biết được tại sao có các con số này và tính làm sao ra được các con số này. Đó. Thế như vậy là tóm lại định mức thì lấy ở trong định mức của Bộ Xây dựng, các bộ khác chuyên ngành. Đơn giá là đơn giá thực tế tại thời điểm chúng ta thi công. Đơn giá nhân công giá máy chúng ta tính, hoặc là đơn giá máy này là do tỉnh họ công bố tại thời điểm mà chúng ta làm hồ sơ đấu thầu. Đấy, ví dụ như Hà Nội chẳng hạn thì Hà Nội có quyết định số 689 năm 2017 về bảng giá ca máy chẳng hạn, thì chúng ta có thể tính bù nhiên liệu nội thất máy cộng với cả cái giá ca máy do tỉnh Hà Nội của thành phố Hà Nội công bố ở 689 năm 2017 chúng ta cộng vào, thì cái bù nhiên liệu nội thất máy cũng đã có một cái video rồi, chúng ta tham khảo thêm nhé, thêm về cái bù nhiên liệu đó. Thế như vậy là nguyên cái giá này là cũng vô cùng phức tạp chúng ta rồi. Đấy, nói thì nhìn thì có vẻ mấy con số đơn giản thôi, nhưng mà để nắm được cách tính mà hiểu được tại sao những con số này chẳng hạn thì các bạn phải xem rất nhiều những video phía trước. Thì tôi không ở đây là để cái bài học này rồi thì tôi không hướng dẫn chi tiết làm gì, nó mất thời gian lắm. Tiếp theo sigma của QG nhân với cả DG thì đây chính là gì ạ? À? Lấy định mức mà nhân với cả giá hiện tại của vật liệu. Đấy, định mức mà nhân với cả giá hiện tại của nhân công thì ra sẽ ra được gì ạ? Chi phí nhân công bậc 4/7 để mà thi công cho 1 mét này. Đấy, đây là cái 25.130 đồng này là chi phí cho răng khoan đất để mà cần thiết để chúng ta thi công được 1 mét. Đấy, khoan lỗ này. Đấy, hay là cái này thì nó bằng 175.687 đồng này. Đây là chi phí gì ạ? Chi phí cho cần cẩu 25 tấn cần thiết để mà chúng ta thi công được gì ạ? 1 mét cái khoan này. Đấy, cho nên là cái tổng chi phí nó cuối cùng sẽ bằng cái gì ạ? Cái tổng chi phí của nó sẽ như thế này. Đấy, ta cộng lại cái này vào, cộng cái này vào, đây là tổng chi phí máy. Đấy, thì như vậy cái con số này sẽ bằng sum của cái này, cái này thì bằng con số này rồi, cái này thì sẽ bằng sum của cái này. Đấy, như vậy chúng ta đã thể hiện được cái công thức là gì ạ? Sigma của QG nhân DG vật liệu nhân công máy. Lưu ý ở đây cái KNC KM này thì thông thường ở phía dưới Bộ Xây dựng đã hướng dẫn rồi. Cái phía dưới các bảng này là hệ số làm đêm nhé. Hệ số làm đêm đối với nhân công, hệ số làm đêm đối với máy, chứ không còn là hệ số điều chỉnh nhân công máy do tỉnh hay là Sở Xây dựng công bố nữa. Đấy, chúng ta xem ở cái bảng phía dưới này. Đây này. Làm đêm này, K nhân công làm đêm này, K máy làm đêm nhé, chứ không phải là cái hệ số điều chỉnh nhân công máy do tỉnh công bố đâu. Tất nhiên nếu như tỉnh mà vẫn công bố cái hệ số đó thì có thể cái ca nhân công ca máy này vẫn có thể là cái hệ số điều chỉnh nhân công máy do tỉnh công bố. Đấy, và lúc đó chúng ta sẽ có một cái dòng hệ số điều chỉnh nhân công ở phía dưới này và hệ số điều chỉnh máy ở phía dưới để nó nhân với cả cái tổng này để ra con số mới, tức là cái 527.628 sẽ nhân một cái hệ số máy do tỉnh đã công bố nếu như có. Đấy, tiếp theo ở đây Bộ Xây dựng hướng dẫn phải tính gì ạ? À? Cái chi phí chung là bao nhiêu, thu nhập thuế trước bao nhiêu, thuế 10% cộng sau thuế đây. Chúng ta cũng tính gì ạ? À? Chi phí chung. Đấy, là gì ạ? À? Là cái cộng chi tiết này nhân tỷ lệ phần trăm. Đấy, thu nhập thuế trước thì sẽ bằng gì ạ? À? Cái 17 cộng 18 tức là gì ạ? À? Là cái trực tiếp phí là 17 đúng không? Cộng 18 là chi phí chung. Nhân tỷ lệ thì phần mềm nó thể hiện ở bên sheet hệ số setup. Khi chúng ta xuất qua sale á thì là hệ số setup D16 đúng không ạ? Hệ số setup D16 chúng ta xem. Đây. D16 chính là hệ thu nhập thuế trước, đây D16 này. Thì không phải tức là 5,5%, tức là 0,055 thì nhân với con số này. Để mà làm gì? Để mà khi xuất qua sale ấy,
chúng ta điều chỉnh cái con số 0,055 này, thì toàn bộ cái hồ sơ thầu nó nhảy. Đấy, tránh tình trạng là chúng ta phải điều chỉnh cái 5,5% này ở tất cả các cái đấy, tất cả các cái công tác thì lâu lắm, mà chúng ta chỉ điều chỉnh một con số ở bên sheet hệ số setup thì nó nhanh hơn. Đấy, cho nên là nó không nhân trực tiếp với con số ở đây, mà nó nhân với cả cái bên hệ số setup. Tiếp theo chúng ta tính thuế giá trị tăng 10% chẳng hạn. Đấy, rồi là chi phí dựng sau thuế là bao nhiêu. Tuy nhiên ở file này thì cái công trình này họ đang để là nó không giống như trong mẫu, thì họ điều chỉnh lại. Đấy, thế bây giờ chúng ta đều đặt lại cho nó giống hệt là thông tư 06 hay 16 bộ dựng cho nó chuẩn, tức là nó không có phía dưới này, không có hạng mục chung là bao gồm có công tác không xác định khối lượng thực tế, không có lá chạy tạm ở đây, cho đúng như mẫu. Rồi thì đến đây nó chỉ có chi phí trực tiếp này, chi phí chung này, thu nhập thuế trước này, thuế VAT 10% và gì ạ, và sau thuế là hết, chứ không còn cái phần hạng mục chung nữa. Thì đây mới là cái mẫu chuẩn của bộ xây dựng, tức là chỉ có trực tiếp phí, chi phí chung, thu nhập thuế trước, bốn là 45 mã là thuế VAT và cuối cùng là cộng sau thuế. Thế này chỉ đến thuế và cộng sau thuế là hết. Thì đây là mẫu thì chúng ta chọn, nếu chúng ta chọn đúng mẫu nhé, chúng ta chọn 06 hay 16 bộ dựng, sau đó chúng ta bấm F5 này để nó tính lại. Đấy, thì đây như vậy là đây là cái bảng chiết tính. Như vậy nó tóm lại thì cái bảng chiết tính là chúng ta gì ạ? Chúng ta tuân thủ theo cái hướng dẫn ở bảng 3.1. Đấy, cũng gồm có vật liệu, nhân công, máy, các chi phí khác ở phía dưới này, giống hệt như hướng dẫn ở thông tư của Bộ Xây dựng. Đấy. Thế là các cái tỷ lệ chi phí chung này lấy đâu ra, thu nhập thuế trước lấy đâu ra? Thì thông thường trong hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư phải quy định cho các nhà thầu có một cái chỗ nào đó để quy định về các cái tỷ lệ chi phí chung là tối đa là bao nhiêu phần trăm. Đấy, thu nhập thuế trước tối đa là bao nhiêu phần trăm, và nhà thầu có quyền là sẽ điều chỉnh nhỏ hơn hoặc bằng cái con số tối đa đó mà chủ đầu tư đưa ra. Còn tất nhiên thuế VAT thì thông thường là 10% thì không ai thay đổi được rồi, vì đây là cái sắc lệnh thuế của chính phủ, của tài chính đó. Thế thì ngoài ra nếu như mà trong hồ sơ mời thầu mà không có nói gì đến các cái hệ số chi phí chung, thu nhập thuế trước, thì chúng ta phải tự xác định thôi. Chúng ta phải dựa vào cái công trình này là bao nhiêu, chi phí trước thuế là bao nhiêu để chúng ta xác định được cái này. Chi phí trước thuế trong tổng của cả dự án này là bao nhiêu để chúng ta nội suy ra là cái chi phí chung này. Đấy. Đấy, cho nên là có lẽ là các chủ đầu tư là nếu như một cái dự án lớn gồm có nhiều công trình thì mà mỗi một công trình lại giao cho một nhà thầu khác nhau, là một cái gói thầu khác nhau, thì mỗi gói thầu đó thì cái đơn vị thi công, các đơn vị thi công slab họ tham gia đấu thầu, họ không thể biết được tổng mức đầu tư của cái dự án đó gồm nhiều công trình, mà có những công trình họ không tham gia, thì họ không thể biết được cái chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư duyệt là bao nhiêu cả, để mà họ nội suy ra cái tỷ lệ chi phí chung này. Đấy, cho nên là thông thường là chủ đầu tư bây giờ phải thay đổi lại quan niệm, là chủ đầu tư phải xác định lại, chủ đầu tư phải xác định trước và cho cái tỷ lệ chi phí chung maximum là bao nhiêu cho đối với nhà thầu, để tránh tình trạng là để cho nhà thầu phải tự xác định, thì nhà thầu không thể biết được tổng đầu tư trong nhiều dự án mà chủ đầu tư đang triển khai cho nhiều công trình trong một cái dự án mà chủ đầu tư đang phải thi công. Đấy, đang phải triển khai. Tại sao như thế? Vì chúng ta nhìn ở cái bảng 3.7. Đây. 3.7 ở trang số 66 trong thông tư, thì cái tỷ lệ phần trăm chi phí chung này là bộ dựng yêu cầu gì ạ? Chi phí chung được xác định bằng tỷ lệ phần trăm nhân với cả được nội suy theo cái tổng mức đầu tư xây dựng trước thuế của dự án đã được duyệt. Thì nhà thầu thì không thể biết được là cái dự án đấy nó gồm có một công trình thì còn đỡ, chứ nó gồm có 2-3 công trình trở lên, người ta chỉ đấu thầu tham gia thầu có một công trình trong dự án ấy thôi, thì họ không thể biết được tổng mức đầu tư của cả một cái dự án gồm có 2-3 công trình được. Đó, thế cho nên là cái này các chủ đầu tư cũng phải lưu ý để cung cấp thông tin về cái tỷ lệ phần trăm chi phí chung tối đa mà đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu hay là chính chủ đầu tư phải xác định trước để đưa vào cái hồ sơ mời thầu để báo chủ đơn vị thi công rằng ấy, các anh được tối đa bao nhiêu phần trăm chi phí chung thì các nhà thầu mới biết được để mà làm. Còn nếu chủ đầu tư chẳng may quên thì chúng ta phải gửi văn bản để hỏi, để yêu cầu cung cấp cái số liệu về chi phí chung này tối đa bao nhiêu. Nếu mà không cung cấp được thì rõ ràng là chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải tự xác định dựa trên cái chi phí dựng trước thuế của cả cái công trình này. Đấy, theo ở cái bảng gì ạ? Bảng số 3.7 này thôi ạ. Và tôi hy vọng là
chắc là đơn vị thi công sẽ không phải tự xác định mà chủ đầu tư đã cho cái tỷ lệ sẵn cho chúng ta thì nó mới là đúng. Ok. Thế còn cái thu nhập thuế trước này thì ở trong ở cái phần bài số 8 tôi cũng nói rồi là chúng ta tra ở trong cái bảng 3.9. Đây. 3.9 là đỉnh mức thu nhập thuế trước đây. Cái tỷ lệ phần trăm. Đấy. Thì dân dụng là 5,5, công nghiệp giao thông 6%. Đấy. Thủy lợi 5,5, hạ tầng 5,5. Vân vân các cái công việc phía dưới thì là gì 6%. Đấy bằng 3.9. Đấy. Thì cuối cùng là thuế VAT 10%. Đấy. Thông thường là 10%. Đấy. Và cộng là sau thuế. Rồi, thì chúng ta biết rằng là cái 1.036.048 đồng này, 1036.048 là gì ạ? Là đơn giá cho gì ạ? Một mét, một đơn vị công tác này. Thế thì bây giờ chủ đầu tư người ta mời, chủ đầu tư người ta mời chúng ta không phải là một mà là gì ạ? Ví dụ công tác đầu tiên này là gì ạ? 81,2 mét dài, đúng chưa ạ? Công tác số 2 là 6.008,8 mét khoan này. Đấy. Thế thì, vậy thì bây giờ chúng ta phải trả bài thầu cho họ là gì ạ? Chúng ta phải trả bài thầu đúng là gì ạ? Cái khối lượng người ta mời ở đây. Đấy, cái đầu việc người ta mời đây. Thế bây giờ cái giá này như vừa rồi chúng ta tính được gì ạ? 1.036.048 đồng. Chúng ta sẽ đưa nó qua đây. 1.036.048 đồng chúng ta đưa qua đây. Thì đây là cho một đơn vị công tác. Thế thì EN đơn vị công tác nó sẽ gì ạ? Nó sẽ nhân lên thôi ạ. Sẽ nhân lên đây. Lấy cái này nhân với cái này. Lấy cái này nhân với cái này. Ở đây công thức trong phần mềm thì nó có cả cái ô này, nó đề phòng trường hợp là cái khối lượng này, khối lượng của cái nhóm cọc này là người ta lại cho là khác không, khác một. Ví dụ 15, 20 chẳng hạn thì nó sẽ phải nhân thêm cái này. Nhưng trong hợp này nó để trắng thì nó sẽ chỉ là gì? Hai cái ô này nhân với nhau thôi. Đấy. Hai ô này nhân với nhau thôi bởi vì đây nó dùng cái hàm if. Đấy. Nó kiểm tra điều kiện. Đấy. Khác không thì nó mới nhân, còn nếu bằng không, bằng thì nó sẽ bỏ qua. Đấy. Ok. Đấy thì đây chính là cái con số 84.127.098 đồng này chính là gì ạ? Cái giá chào thầu của đơn vị xây lắp, của nhà thầu. Đấy, nói với chủ đầu tư rằng cái 81,2 mét khoan này của anh ấy, thì tôi sẽ chào thầu với giá bằng này. Đấy, 5.176,5 mét khoan này tôi sẽ chào thầu anh với giá bằng này. 6 đơn vị nghìn triệu tỷ, 6 tỷ rưỡi, 6 tỷ 527 triệu ở đây. Vân vân. Đấy, hay là cái công tác cốt thép bê tông chẳng hạn 307,505 tấn này thì tôi sẽ trả thầu anh là bao nhiêu? 6.741.329.000 đồng ở đây. Đấy. Thì như vậy là cái cột thành tiền này là thể hiện được gì ạ? Cái giá chào thầu cho từng cái khối lượng đầu việc này tương ứng. Đấy. Vậy thì nếu tôi cộng tất cả cái giá trị cho từng đầu việc một này cộng lại cho cả một công trình hay cả một hạng mục thì sao ạ? Thì đây con số này. Con số này chính là gì ạ? Là cái giá mà tôi bỏ thầu cho một cái hạng mục công trình này. Đấy. Hay là nếu như một cái dự án công trình nó chỉ có gồm có một hạng mục thôi thì đây chính là giá trị tôi bỏ thầu cho cả gì ạ? Cả công trình. Đó, đây. Và sum dùng cái hàm sum. Sum G5 đến G18 G81, G81 ở đây. 5 là cái dòng trên cùng này. Nó cộng lại. Đấy. Thì như vậy là về nguyên tắc cái giá trị thầu này nó sẽ phải bằng cái giá trị bên tổng hợp hạng mục này. Nếu như mà chúng ta chọn là vật tư theo giá tổng hợp. Đây ví dụ thế này. 126.108.376 126.108.385 385 và 376 thì nó chênh nhau khoảng 85.000 mà trừ đi 76.000 thì nó chênh nhau khoảng 9.000. Cỡ đó. 9.000 cho tổng cộng là đơn vị 1.000 triệu tỷ, 9.000 chia nhau 9.000 cho 126 tỷ, hơn 126 tỷ chỉ lệch nhau mất 9.000. Nguyên nhân là do thế này, chúng ta thấy ví dụ có những cái công tác mà chúng ta nhân đây, cái này là 1.11 mà nhân 248.135 thì chúng ta không có con không nào đuôi cả, mà đây chúng ta có hai chữ số 6 phẩy đấy. Dẫn tới là cái giá trị này nó sẽ phải lệch đi không phải bao nhiêu đồng đó. Đó. Vì lý do chúng ta không có không nào để chúng ta bù cho hai con dấu phẩy hay số sau dấu phẩy phân này cả. Đấy. Do nên là cái giá trị này nó sẽ bị sai số đi một chút. Thế thì mỗi một giá trị sai số đi một chút nó cộng lại cộng dồn, sau đó lại nhân với cả cái khối lượng này thì dẫn tới cái tiền này nó sẽ bị tăng bị giảm đi một chút xíu không phải bao nhiêu đồng đó.
Thế cộng dồn của công tắc lên tắc xuống không phải bao nhiêu đồng, thì cộng dồn ở đây cái cuối cùng này nó sẽ gì ạ? Dẫn tới là gì ạ? 126 tỷ nó sẽ lệch nhau vài nghìn đồng so với cả cái tổng hợp phiên mục này, là chuyện bình thường. Nguyên nhân là do chúng ta để ý rằng là khi chúng ta in hồ sơ đấu thầu chẳng hạn đấy, thì chúng ta sẽ in khổ giấy A4. Khi in A4, in A4 thì cái cột mà cột H này, cột thành tiền này, nó chỉ có giới hạn giống như độ khoảng 3-4cm như này thôi. Cho nên bắt buộc ở đây chúng ta phải để cái hàm rao. Đây, rao. Đây hàm rao. Cái rao này là rao mấy là do chúng ta đặt ở trong cấu hình này. Đặt cấu hình này, làm tròn số học này. Đấy. Thì ví dụ như chúng ta làm tròn thành tiền ở đây, cái file này họ đang để là 0. Thành tiền là 0 thì chỗ này nó sẽ gì ạ? Nó sẽ làm tròn 0 ở đây, chúng ta thấy đấy ạ. Làm tròn 0 ở đây. Đấy. Nếu chúng ta để ở 1 thì chỗ này nó sẽ là làm tròn 1. Chỗ này là -1. Đó. Thì tôi khuyến nghị là -1 chứ không nên -0 như file này. Đó. Thì giá trị nó sẽ chính xác hơn. Đấy. Thì bắt buộc phải rao để mà đảm bảo rằng khi ví dụ như cái trường hợp này bắt buộc phải rao 1 hoặc rao 0, tôi khuyến nghị là rao 1 nhé, chúng ta nên để là một chữ số sau phẩy. Để khi mà chúng ta kiểm tra bằng máy tính bấm tay đấy, chúng ta cộng các con số này trên giấy nhé, nó sẽ khớp zin chuẩn với con số mà màu xanh này. Tránh tình trạng là nếu như chúng ta không làm tròn mà chúng ta format chỗ này là một chữ số hoặc không số sau phẩy ấy, thì cái giá trị thực và giá trị in ra giấy nó sẽ là hai giá trị khác nhau. Dẫn tới là khi chúng ta cộng cái này bằng tay trên máy tính bấm tay Casio chẳng hạn, nó sẽ không ra được con số này, nó lệch nhau 1 đồng hoặc là 2 đồng gì đó. Dẫn tới là các bên sẽ không thống nhất được, nghĩ rằng là làm nhầm, làm sai. Thì chúng ta tránh tình trạng như vậy. Chính vì thế để tránh việc đó thì chúng ta phải gì ạ? Phải có cái hàm rao ở đây. Chúng ta muốn in mấy số sau phẩy thì chúng ta rao bấy nhiêu chữ số sau, chúng ta làm tròn bấy nhiêu chữ số. Ví dụ như ở đây người ta muốn là gì ạ? Tôi không muốn -1, -2 ở đây, tôi không muốn chữ số nào, tôi muốn làm tròn thì tôi rao 0. Nhưng tôi khuyến nghị rao 1 và chỗ này sẽ là phẩy, có một chữ số sau phẩy là tốt nhất. Sau đó đến đây chúng ta mới làm tròn hết này, mới là tốt này. Đó. Đây tôi vừa giải thích là tại sao bên này nó lệch một chút xíu so với cả bên này. Đấy là vì cái chuyện làm tròn. Tuy nhiên ai đó không đồng ý việc làm tròn thì chúng ta có thể vào công cụ loại bỏ làm tròn đi. Đấy, loại bỏ làm tròn thì khi đó cái giá trị ở bên này này với cả bên này nó sẽ bằng nhau từng dấu chấm dấu phẩy luôn. Ví dụ bên này là 56,8 đồng thì bên này nó cũng sẽ là gì ạ? Nó cũng sẽ là 56,8 đồng. Đấy, nó sẽ bằng nhau. Các bạn thử đi, ở đây tôi cũng không cần thiết, mất thời gian lắm. Rồi. Tuy nhiên thì tôi nói vậy thôi để chúng ta yên tâm thôi, chứ còn thì trong thực tế chúng ta không cần thiết phải bỏ làm tròn đi. Đấy. Bởi vì cái giá trị nó chỉ lệch nhau có mấy nghìn đồng vậy thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Và sau này thế nào nó cũng làm tròn. Đấy, còn làm tròn sau cùng nữa cơ. Thì các bên nó sẽ bằng nhau thôi, không có vấn đề gì cả. Đấy. Rồi. Như vậy là chúng ta đã đến đây, là chúng ta đã biết được cái giá trị của cái giá trị phần xây dựng đấy, của cái gói thầu đây là bao nhiêu đấy. Tuy nhiên chúng ta để ý rằng là ví dụ bên phần chiết tính thì chúng ta không thấy có các cái chi phí như là lán trại nhà tạm đấy, phía dưới này chúng ta không hề thấy lán trại tạm, chưa thấy, chưa có. Rồi là công tác không xác định được khối lượng thiết kế, rồi là dự phòng là chúng ta chưa thấy đâu cả. Bởi vì trong cái thông tư Bộ Xây dựng hướng dẫn ở bảng 3.6 thì nó cũng đâu có đâu. Đây. Chi phí chung, thu nhập thuế trước, thuế và sau thuế là hết, chứ không thể hiện các cái chi phí lán trại nhà tạm, không thể hiện cái công tác không xác định được khối lượng thiết kế. Đấy, cũng không có hạng mục chung, không có dự phòng ở đây. Thế cho nên cái bảng chiết tính này nó cũng thể hiện đúng như là thông tư hướng dẫn. Đó. Thế nhưng ở trong thông tư hướng dẫn thì Bộ Xây dựng tôi quay trở lại cái bảng 2.5 ở trang số 45. Đấy, là bảng tổng hợp dự toán xây dựng thì Bộ Xây dựng hướng dẫn. Thì vừa rồi tôi đã đi qua cái phần 1 là tính chi phí dựng của gói thầu. Chi phí thầu mà chúng ta mới xác định được GXD. Đấy, GXD tức là dòng số 1 mới là chi phí dựng thôi. Thì cái giá trị này mới là cái giá trị của chi phí dựng 126 tỷ 108 triệu này. 385 mới chỉ là chi phí dựng này thôi. Đấy. Ở đây có thể hiện là Bộ Xây dựng có một cái bảng thể hiện là công tác A, công tác B, tức là công tác đầu, công tác 2, công tác N ấy, chứ không phải là một dòng ở đây. Thì chúng ta sẽ thể hiện nó ở cái bảng dự toán gói thầu đây. Mặc định là phần mềm nó chỉ thể hiện cái phần mà dự toán gói thầu của các cái hạng mục chính ở đây thôi.
Thế bây giờ nếu chúng ta muốn có các cái công tác chẳng hạn thì chúng ta tích vào đây. Có liệt kê các công tác trong trình hay không? Chúng ta mặc định là không. Tại sao thế? Bởi vì thực ra bên dự thảo chúng ta thể hiện hết rồi. Và bên đấy thể hiện một lần nữa thì nghe chừng cũng không cần thiết. Đây chúng ta thấy ạ. Các đầu việc chúng ta có cả mã, cả tên, cả đơn vị, cả khối lượng, cả giá, cả tiền hết rồi. Chúng ta đã in hết bên đây rồi, xong sang đây mà chúng ta lại in một lần nữa thì nghe chừng nó cũng không cần thiết lắm. Đây, chúng ta thử nhìn mà xem. Đây. Chúng ta thấy chưa ạ? Cái hạng mục 1 của nó gồm rất nhiều các đầu việc ở đây. Xong rồi chúng ta in trước thuế, thuế và sau thuế của nó thì cũng chẳng điểm gì cả, bởi vì bên này chúng ta thể hiện hết rồi. Chúng ta thể hiện các đầu việc đây rồi. Đầy đủ cả khối lượng, cả giá, cả tiền đây rồi thì chắc là cũng không nhất thiết phải thể hiện ở đây. Tuy nhiên, trong cái mẫu hồ sơ mời thầu mà chủ đầu tư yêu cầu, họ yêu cầu phải thể hiện chi phí dựng của các hạng mục. Đấy, mỗi hạng mục là phải thể hiện chi tiết các đầu việc này ra. Đấy, trước thuế là bao nhiêu, thuế VAT là bao nhiêu, sau thuế bao nhiêu, thì chúng ta chọn cái gì ạ? Có công tác. Đấy, đấy, tích vào. Sau đó chúng ta bấm F5 hoặc bấm nút hình tam giác để cho nó tính lại thì sẽ có các đầu việc như trên màn hình của chúng ta. Chi tiết. Đấy, nhưng mà tôi khuyến nghị rằng các vì ở bên này nó có rồi, cho nên là các chủ đầu tư không nên máy móc một cách thái quá, nó cũng không cần thiết. Có đủ thông tin hết rồi thì xem bên đây thôi, chứ cớ gì phải xem bên này nữa cho mệt ra. Thì in cái này ra thì chính chủ đầu tư, đơn vị quản lý chấm thầu rồi lập hồ sơ mời thầu chấm thầu đấy, họ sẽ vất vả hơn vì họ phải đọc rất nhiều thông tin. Thì chúng ta bỏ nó đi, chúng ta bấm F5 để tính lại. Thì lúc này chúng ta chỉ cần gì ạ? Tóm lại mỗi một cái công trình hay một hạng mục của cái dự án đấy người ta lo bao nhiêu. Đấy, công trình thứ hai hay hạng mục thứ hai là bao nhiêu, điền vào đây cho nó rõ thì nó tiện hơn cho cái việc là chấm thầu. Đấy, còn chi tiết thì xin mời qua đây để xem, nó có đầy đủ thông tin đó, thì tôi khuyến nghị như vậy. Rồi, như vậy là chúng ta đã đi xong cái phần một nhỏ là chi phí dựng của gói thầu. Bây giờ chúng ta sang phần 2 là hạng mục chung. Thì chúng ta đi vào cái thông tư ở cái bảng 2.5 của thông tư 06 Bộ Xây dựng hướng dẫn này. Hạng mục chung Bộ Xây dựng yêu cầu là gì ạ? Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm, hiện trường để ở và điều hành thi công là 1. Cái thứ hai là công tác không xác định được khối lượng thiết kế là 2. Và cái thứ ba là chi phí hạng mục chung còn lại. Đấy. Thì tôi sẽ sang bên phần mềm để mô phỏng chúng ta dễ nhìn hơn. Đây, chi phí hạng mục chung này, tôi bôi màu đỏ để chúng ta cùng quan sát cho dễ nhé. Tập trung cái focus ở màu đỏ cho dễ nhìn. Thì có 2.1 là gì ạ? Lán trại, nhà tạm này. Đấy. Ok. 2.2 là gì ạ? Công tác không xác định được khối lượng thiết kế này. Tôi sẽ bôi một cái màu khác đi nhé, màu tím chẳng hạn đi. 2.1 này. 2.2 và 2.3 là hạng mục chung còn lại. Đấy. Các chi phí các hạng mục chung còn lại. Đấy, các chi phí hạng mục chung còn lại. Đấy. Thế thì tôi đi từng chi phí một. Thứ nhất là chi phí xây dựng lán trại tạm. Đấy, thì chỗ này là gì ạ? Chi phí dựng lán trại tạm. Thì ở đây chúng ta lấy cái 1% này hay là mấy phần trăm thì ở đâu ra? Thì chúng ta quay trở lại cái thông tư 06 này của Bộ Xây dựng. Thì cái lán trại tạm thì Bộ Xây dựng hướng dẫn ở trang số 35. Đấy, trang số 35 đây, chúng ta nhìn ở trang 35 đây. Đấy. Thì Bộ Xây dựng hướng dẫn là gì ạ? Cái lán trại tạm bình thường là 1%. 1%. Đấy. Ở cái mục này là 1%. Thế nhưng mà đối với công trình mà đi theo tuyến dài. Đấy, đi theo tuyến dài, ví dụ như là gì ạ? Là đường dây tải điện này, đường dây thông tin bưu điện này, đường giao thông, kênh mương, đường ống. Đấy, và các công trình thi công dạng tuyến khác mà là tuyến nó dài. Tuy nhiên là Bộ Xây dựng ở đây không quy định rõ, ví dụ như là đường giao thông nó dài bao nhiêu cây, hay là kênh mương nó dài bao nhiêu mét. Đấy, hay là bao nhiêu km đấy, thì là mới tính là dài. Thì Bộ Xây dựng không nói rõ, thì như vậy là cái việc xác định nó là dài hay nó chưa dài hay nó ngắn thì là lại phải dựa trên cái sự thỏa thuận giữa chủ đầu tư hay là đại diện chủ đầu tư với cả nhà thầu xây lắp để chúng ta xác định được cái tỷ lệ này là 1% hay là 2%. Đấy, hoặc là tốt nhất trong hồ sơ mời thầu thì chủ đầu tư phải ghi rõ là đối với công trình này thì các nhà thầu khi mà tính hồ sơ tính dự toán gói thầu ấy thì cái lán trại nhà tạm sẽ không vượt quá 1% hay là không vượt quá 2% hay là bao nhiêu phần trăm đó, thì chủ đầu tư ra một cái luật, và tất nhiên luật đấy nó phải dựa trên cái này là gì ạ? Đây, 1% hoặc 2% như này. Đấy, thì thường họ theo cái này và họ ghi rõ ở trong cái hồ sơ mời thầu là không vượt quá. Lưu ý là không vượt quá thì có nghĩa là ví dụ bảo không vượt quá 1% thì có nghĩa là gì ạ? Nhà thầu có thể là để là 0,8% cũng được, 1% cũng được, 0,5% cũng được. Đó, để chúng ta lưu ý nhé, không vượt quá nó khác với cả cái con số cố định này. Đấy.
Như vậy là cái lán trại ở tạm thì thông thường là 1%. Chúng ta tính vào đây là chúng ta lấy trước thuế để nhân với cả cái 1% sẽ ra là cái giá trị này. Tiếp theo là mục 2.2 là một số công tác không xác định được khối lượng thiết kế. Thì cái này thì nó sẽ nằm ở cái trang số 36. Đây, 36. Đấy, và mục ở trang 35. Đấy, và ở cái bảng là bảng 2.4. Bảng 2.4 trang số 41. Trang số 41. Đây. Bảng 2.4. Đấy, cái tỷ lệ phần trăm của gì ạ? Một số cái công tác không xác định được khối lượng thiết kế như sau: dân dụng 2,5%, công nghiệp 2%, giao thông 2%, thủy lợi 2%, hạ tầng cũng 2%, vân vân. Như trên màn hình của chúng ta, nó tóm lại là chúng ta cái công tác không xác định được khối lượng thiết kế chúng ta sẽ tra ở bảng 2.4 trong thông tư 06/2016 Bộ Xây dựng ban hành. Để chúng ta tính. Tiếp theo cái mục tiếp theo là mục công tác không xác định được các hạng mục chung còn lại. Thì thông thường là các nhà thầu hay bỏ sót cái này. Đấy. Tuy nhiên ở trong cái thông tư 06 của Bộ Xây dựng người ta đã hướng dẫn rất chi tiết như sau. Ở trang số 36. Trang số 36 trong thông tư. Đấy, thông tư 06 này. Thì Bộ Xây dựng có hướng dẫn là cái mục CK là chi phí hạng mục chung còn lại. Gồm rất nhiều thứ thì chúng ta đọc thêm ở đây nhé. Ví dụ như là chúng ta phải di chuyển máy móc thiết bị, rồi lực lao động đến cái công trường đấy, và khi thi công xong ấy chúng ta lại di chuyển nó về. Ví dụ công ty ở thành phố Hà Nội lên tỉnh Lạng Sơn để thi công đường chẳng hạn đó, thì người ta phải vận chuyển máy móc đặc chủng, các máy móc thiết bị đặc chủng để thi công, ví dụ như là máy đào, máy xúc, máy ủi chẳng hạn, đúng chưa? Hay là thì từ Hà Nội lên Lạng Sơn. Thế xong rồi thi công xong đường, người ta lại phải chuyển cái đống máy móc đấy về. Thì chúng ta phải tính một lập một cái dự toán để mà xác định cái chi phí di chuyển máy móc thiết bị đấy. Hay là chi phí đảm bảo an toàn giao thông để phục vụ thi công nếu có, thì chúng ta đưa vào. Đấy, chúng ta phải lập một cái dự toán nhé. Đấy, chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công công trình xây dựng nếu có. Rồi là chi phí kho bãi trữ vật liệu nếu có. Tôi lấy ví dụ, bây giờ thép, xi măng trong quá trình thi công thì rõ ràng là nó bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Ví dụ xi măng thì nó không chịu được mưa, thép nó không chịu được mưa. Thế thì chúng ta phải làm một cái kho, một hai cái kho để chứa hai cái loại vật liệu đó. Thì khi mà tính, khi làm hồ sơ đấu thầu ấy, chúng ta được quyền, và tất nhiên chủ đầu tư trong cái hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư nên có một gần như là chép một cái đoạn này vào, chép cái mục CK này vào, là cho phép các nhà thầu được quyền là tự bóc tách, tự lập một cái dự toán, tự bóc tách khối lượng các cái kho bãi này để chứa vật liệu này, hay là tự bóc tách cái nhà để bao che cho máy, nền móng đấy, hay là các cái hệ thống như chạm trộn bê tông chẳng hạn, là chạm trộn bê tông xi măng, bê tông nhựa, hay là cần trục cầu tháp chẳng hạn đấy. Thì trong quá trình thi công chúng ta phải lắp những cái móng cho những cái chạm trộn bê tông đấy, thì hay là cầu tháp đấy, thì chúng ta xác định một cái dự toán, tự xác định khối lượng và tự đưa vào cái hồ sơ đấu thầu. Chứ chủ đầu tư không phải là, hay là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, họ không phải đơn vị thi công, họ không thi công, cho nên là họ không có biện pháp thi công, và họ không biết là cái máy nào để dùng để thi công cả. Thế cho nên là cái việc bóc cái mục CK này, bóc tách cả đầu việc và khối lượng từng đầu việc một đó là nhiệm vụ của nhà thầu, chứ không phải là cái đấy là do chủ đầu tư hay đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu họ đưa ra nhé. Như vậy là gì ạ? Chúng ta thấy rằng là thông tư 06 này có cái điểm mới so với cả thông tư 04 năm 2010 cũ là cho phép đơn vị thi công đưa một loạt các chi phí này vào. Đấy, một loạt các chi phí vào. Mà ở đây ấy, là chúng ta thấy rằng là gần như là các đơn vị thi công, các nhà thầu gần như là để cái mục là 2.3 là hạng mục chung còn lại này, để là trắng trơn như này luôn, không có gì cả. Có nghĩa là chúng ta bỏ mất một số tiền mà đáng ra chúng ta được quyền lấy lại thôi nhé, chứ chúng ta chẳng được gì cả, bởi vì rõ ràng khi thi công chúng ta phải bỏ tiền ra, chúng ta làm những cái hạng mục đó thì chúng ta mới thi công được. Mà thường nhà thầu đang để bỏ mất phí cái số tiền này, quá lãng phí số tiền này. Thế cho nên là để tính cho đúng cho đủ thì các nhà thầu cần phải làm một cái động tác như sau.
giả sử rằng trong hồ sơ mời thầu chủ đầu tư đấy, có các cái ghi chú, các cái lưu ý là các nhà thầu được quyền bóc tách cái hạng mục chung còn lại, bao gồm các cái móng của cầu tháp chẳng hạn, bao gồm các cái nhà bao che vật liệu chẳng hạn, vân vân, thì chúng ta làm một cái hạng mục như sau. Tôi ví dụ nhé, chúng ta gõ mã là HM, tên là hệ thống, tôi hệ thống này móng cầu tháp đấy, tôi ví dụ như vậy đấy. Thế thì bây giờ cái móng cầu tháp thì chúng ta thấy rằng là khi đang khoan nhồi chẳng hạn, thì đơn vị thi công đã tiến hành là làm một cái phần đế, phần móng, để sau này bắt đầu từ phần móng trở đi, đơn vị thi công đã lắp cầu tháp và đã thi công dùng cái hệ thống cầu tháp đó để mà đưa vật liệu xuống cái đáy móng. Sau đó thì trồng tầng lên thì đến đâu thì lắp đốt cầu tháp đến đó và sẽ thi công từng tầng đến đó. Thì tôi lấy ví dụ một cái công tác là một số công tác trong cái móng đó nhé, ví dụ đào đất một ít này, cốt pha một ít này, thép một ít, bê tông một ít đấy, tôi mô phỏng thôi. Có thể các đầu việc tôi mô phỏng đây nó sẽ không chính xác là các đầu việc ở công trình các bạn, nhưng tôi mô phỏng và chúng ta bóc tương tự nhé. Ví dụ đây, ví dụ một số công tác về móng chẳng hạn nhé, thôi tôi ví dụ thôi. Khối lượng của chúng ta bóc tách đây nhé, khối lượng chúng ta bóc tách thực tế dựa trên cái hố móng của chúng ta. Để tôi ví dụ như là tôi ví dụ thôi nhé, các cái con số này là con số giả định thôi, chúng ta bóc thực tế theo cái hố móng của chúng ta nhé. Có diễn giải ở phía dưới này, chúng ta bóc diễn giải cho điền đây nhé. Đấy, tức là một vài công tác móng này. Tôi bóc tiếp một số công tác về cốt pha. Đây. Tôi ví dụ nhé. Đấy, tất nhiên các đầu việc này các bạn kiểm tra lại cho nó phù hợp mấy cái cốt pha của bạn nhé. Khối lượng này cũng khối lượng giả định, bạn bóc thực tế ở công trình cái móng của bạn nhé, móng cầu tháp của bạn. Một công tắc thép, một vài công tắc thép nhỏ hơn 10, nhỏ hơn 18, lớn 18 đấy, ba công tắc này đi, thế nào chả có. Các số liệu này cũng là giả định, chúng ta bóc thực tế ở cái hố móng của chúng ta thi công nhé. Chúng ta có một chút bê tông mác 250 ví dụ thế. Đấy. Khối lượng này cũng là giả định và các bạn bóc thực tế và điền diễn giải phía dưới này để sau này chủ đầu tư họ kiểm soát lại, các đơn vị tư vấn giám sát cũng như là đại diện chủ đầu tư họ sẽ kiểm tra lại cái hố móng của các bạn. Rồi ok, giả thiết rằng cái khối lượng của chúng ta đã đúng như thực mà chúng ta thi công, thì như vậy là chúng ta vừa rồi chúng ta đã tạo ra một cái hạng mục mới để báo với chủ đầu tư rằng là tôi có những đầu việc này với khối lượng như này cho cái hệ thống móng để tôi chuẩn bị tôi lắp cầu tháp. Tôi bấm F5 để nó duyệt lại cái bảng này, chúng ta nhìn nó rõ hơn. Đây, như vậy chúng ta đã tạo một hạng mục mới là hệ thống móng cầu tháp với các khối lượng công việc như thế này. Sau đó chúng ta vào công trình, hệ số chi phí lắp chúng ta tích vào cái hệ thống móng cầu tháp. Sau đó chúng ta chọn loại hạng mục là gì ạ? Là hạng mục chung. Hạng mục chung chấp nhận. Thì lúc này phần mềm nó sẽ biết rằng là cái này là hạng mục chung. Đấy, hạng mục chung còn lại chứ không phải là chi phí xây dựng. Đấy, chứ không phải là chi phí xây dựng. Do đó mà ở bên cái tổng hợp chi phí dựng này nó sẽ không có cái hạng mục là hệ thống móng cầu tháp. Chúng ta thấy không ạ? Đây là chúng ta có rất nhiều cái hạng mục, 1, 2, 3, 4, 5 hạng mục, nhưng đây chỉ có 3 thôi. Vì 3 cái này mới là phần xây dựng, thế còn những cái thứ này là thiết bị, cái này là hạng mục chung còn lại chứ không phải là phần xây dựng. Đó. Khi đó chúng ta qua đây, chúng ta sẽ có cái hạng mục chung còn lại đây, chúng ta thấy ạ. Hạng mục chung là đây, tôi bôi lại màu để chúng ta nhìn. 2.1 là lán trại đào tạo, đúng chưa ạ? 2.2 là gì ạ? Công tác không xác định khối lượng thiết kế và gì ạ? 2.3 lúc nãy của chúng ta cái dòng này là chống trơn, nhưng bây giờ nó đã có gì ạ? 2.3.1 là gì ạ? Hệ thống móng cầu tháp. Đấy, hệ thống móng cầu tháp thì gì ạ? Đây nó có số tiền đây. Đấy. Số tiền lấy từ gì ạ? Dự thầu J128, chúng ta bấm gì ạ? Tổ hợp phím can trôn mở móc vuông. Đấy. Thì nó sẽ ra cột J128 chính là cái gì ạ? Là cái đây là cái thành tiền.
sau thuế của cái móng của tháp này, móng của tháp J128 đây, móng của tháp. Thế thì ở đây nó sẽ chia ngược lại, đây là sau thuế, còn trước thuế thì nó sẽ lấy cái sau thuế này mà chia cho 1 cộng với cả 10% cộng với VAT. Thế còn cái thuế này nó sẽ bằng gì ạ? Bằng sau thuế mà trừ đi trước thuế thì sẽ ra được cái thuế này. Chúng ta nhìn công thức sau trừ đi trước thì lại ra là chính thuế VAT. Để đảm bảo rằng khi chúng ta in ra giấy ấy, ai đó mà lấy máy tính Casio mà cộng thì cộng trước thuế với cả sau thuế thì chắc chắn nó sẽ ra gì ạ? Sau thuế đấy, chứ không lại thiếu lệch một đồng chẳng hạn, thì người ta lại thấy bảo ô sao nó lệch lệch một đồng chẳng hạn, phức tạp lắm. Cho nên nó làm cái phép như vậy để cho khi in ra giấy chúng ta, mặc dù một đồng thì nó không có ảnh hưởng gì đến hàng bao nhiêu tỷ đâu, thế nhưng mà con số nó phải đẹp, nó phải chuẩn xác thì mới yên tâm được. Đó. Tiếp theo, ở trong thông tư thì Bộ Xây dựng ở bảng 2.5 thì Bộ Xây dựng là hướng dẫn tiếp, là hai là hạng mục chung tôi vừa hướng dẫn rồi, bây giờ đến ba là chi phí dự phòng. Thì có hai cái dự phòng, một là dự phòng do khối lượng phát sinh và dự phòng do yếu tố trượt giá. Đấy, dự phòng do yếu tố trượt giá. Thế thì cái phần dự phòng này, phần dự phòng này thì nó thể hiện ở đây. Phần dự phòng thể hiện ở đây. À, tôi xin lỗi một chút là trước khi đi sang phần dự phòng, tôi ngắt một chút, tôi quay trở lại cái này một chút này. Ở đây thì tôi mới tạo ra được là một cái hệ thống máu cổ tháp. Trong cái đó cái hạng mục chung còn lại là vừa rồi tôi đã hướng dẫn, thì Bộ Xây dựng hướng dẫn rất nhiều. Ví dụ một cái nhà tạm để chứa xi măng sắt thép chẳng hạn thì lại không phải là cái hệ thống móng này. Thì chúng ta muốn bóc cái đấy thì làm thế nào? Thì ở đây tôi vừa mới là gì ạ? Mới thêm được một cái hạng mục là hệ thống móng của tháp. Nếu mà chúng tôi muốn một cái nhà tạm cấp 4 để mà chứa xi măng thép thì tôi lại làm một gì ạ? Một mã HM ở đây. Tên chúng ta điền là nhà tạm chứa xi măng và thép. Sau đó chúng ta liệt kê các đầu việc như là đào móng một tí này, làm tí móng đơn hay móng băng của cái nhà cấp 4 một tí này. Đấy, xong rồi là một tí xây tường, một tí lập mái chẳng hạn, mái phi rô xi măng hay mái tôn chẳng hạn, thì chúng ta liệt kê các đầu việc ở đây. Đấy, như bình thường. Để chúng ta sau đó chúng ta vào menu công trình này, hệ số chi lắp, chúng ta chọn cái hạng mục đấy. Ví dụ như là cái lúc đấy nó sẽ có một cái hạng mục mới là nhà tạm cho sim chứa xi măng thép ấy, thì chúng ta chọn là loại mục hạng mục chung. Vân vân. Như vậy là trong một cái dự án, một công trình là chúng ta có thể là có N cái hạng mục chung còn lại. N đây có thể là một cái hạng mục đấy, có thể là hai, có thể là ba, có thể là bốn, tùy chúng ta bóc theo thực tế mà chúng ta sẽ thi công công trình đó, chứ không phải chúng ta bịa ra những cái hạng mục lung tung. Thế xong rồi đến lúc mà chúng ta đấu thầu thì đội giá thầu nó lên chúng ta không trúng, hoặc là chúng ta trúng thầu nhưng mà đến lúc thi công chúng ta chẳng có cái hạng mục đó, tư vấn giám sát họ xác nhận với chủ đầu tư rằng là ông thi công này không có cái đó, họ cắt đi. Rồi họ đánh giá là chúng ta gian dối trong quá trình làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ đấu thầu, thì cũng không phải là hay lắm. Cho nên chúng ta nên tuân thủ là cái gì ạ? Trung thực, là chúng ta sẽ làm cái gì thì chúng ta sẽ thể hiện các hạng mục đó một cách trung thực. Đấy, cũng như là khối lượng một cách trung thực ở đây. Đấy, để chúng ta giải trình cái phần hạng mục chung còn lại ở cái mục đây, mục 2.2 ở đây, mục 2.3 cho nó chính xác ở đây. Đấy. Rồi, bây giờ tôi quay trở lại tiếp cái phần dự phòng, chi phí dự phòng. Thì nó thể hiện khối lượng phát sinh ở đây và dự phòng do yếu tố trượt giá ở đây. Thì khối lượng phát sinh thì chúng ta vào menu công trình này, hệ số chi lắp này, chúng ta sẽ điền cái hệ số chi dự phòng ở đây. Đấy, ví dụ phát sinh là bao nhiêu phần trăm đấy. Đấy, tôi ví dụ chọn cả này. Dự phòng ví dụ như là 5%. Khối lượng phát sinh và dịch chấp nhận thì nó tính xong thì nó sẽ báo là tính xong. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái này đấy, chúng ta sẽ có 5% nhân mi 6 cộng 12, e 6 cộng e 12. 6 tức là gì ạ? Là xây dựng, 12 là hạng mục chung. Đấy, hạng mục chung đấy, để chúng ta tính vào. Thế còn khi dự phòng cho yếu tố trượt giá thì là chúng ta lấy ở cái phần là dự phòng thầu H16 can trôn mở móc vuông là chúng ta xem đây. Thì nói về cái phần dự phòng này nó cũng khá là dài và cũng không cần thiết, thì các bạn tìm ở trên trang web dự toán g8.com hoặc trên YouTube. Đây tôi mở luôn để chúng ta xem, thì đã có một cái phần video nói về cái phần dự phòng này rồi.
Đây, tính chi dự phòng cho tổng mức tư và dự phòng do hồ sơ đấu thầu thì chúng ta xem thêm cái video này nhé. Chứ nếu mà bây giờ tôi hướng dẫn lại từ đầu thì không cần thiết, chúng ta bấm vào là chúng ta xem nhé. Xem thêm cái dự phòng đó, và cái dự phòng đấy là chúng ta sẽ đưa vào cái dự toán gói thầu, dự toán gói thầu đấy. Như vậy vừa rồi tôi đã hướng dẫn xong chi tiết cái dự toán gói thầu để xác định được giá trị của một cái hồ sơ của một cái công trình, giá trị đấu thầu của một công trình bao gồm có chi phí dựng là 1, chi phí hạng mục chung là 2 đấy, và chi phí dự phòng là 3. Đấy, như vậy là cái bài thầu mới nó khác với cái bài thầu cũ là gì ạ? Bài thầu mới nó có cả hạng mục chung, có cả dự phòng. Còn bài thầu cũ là nó không có hạng mục chung và nó không có dự phòng. Như vậy là cái cách làm thầu ngày xưa nó thiếu, nó không đầy đủ, nó không chặt chẽ so với cả cách làm thầu mới mà Bộ Xây dựng ban hành ở cái thông tư 06 năm 2016 do Bộ Xây dựng công bố, Bộ Xây dựng ban hành. Đấy. Và như vậy thì cái giá trị mà chủ đầu tư chấm hay là cái giá trị mà bỏ thầu của chúng ta, nó không phải là cái con số này, nó không phải là con số 129 tỷ 400 triệu này, mà nó phải là con số gì ạ? 163 tỷ 122 triệu 858 nghìn này. Bởi vì nó bao gồm cả thêm cái gì ạ? Có hạng mục chung và có chi dự phòng nữa. Đấy. Đấy. Thế thì ở đây có một số các cái vấn đề, các cái option, các cái tích chọn ở phía dưới này. Ví dụ tôi tích vào cái theo dự toán chẳng hạn này. Đấy. Theo dự toán thì có nghĩa là cái chi phí dựng đây chẳng hạn này, thì thay vì nó lấy ở bên chiết tính dự thầu thì nó sẽ lấy ở bên tổng phiếu mục, tức là nó sẽ lấy từ dự toán ra. Đây, ví dụ tổng phiếu mục H15 này, tôi can chuôn mỏ móc vuông này, sẽ thấy đã, đây H15 là trước thuế tính theo dự toán. Đấy. Hoặc là cái này chẳng hạn thì tổng phiếu mục H53 can chuôn mỏ móc vuông. Đây, H53 là trước thuế của cái kênh mương này. Đấy, thì đây là cái option về theo dự toán. Có công tác thì tôi đã dẫn nãy rồi. Thì ở đây, nhưng mà nói chung chúng ta không nên theo option này, option theo dự toán này không nên. Chúng ta nên theo bỏ cái này đi, bởi vì chúng ta sẽ tính cái này theo dự thầu là đúng nhất. Đó. Có công tác thì tức là các cái hạng mục ở đây nó phải liệt kê các chi tiết công tác ở bên dưới trong cái hạng mục mà chủ đầu tư người ta mời đấy. Thì có những công tác nào? Người ta mời những công tác này, chúng ta trả bài cho họ là đây, có những công tác như các anh mời, và trước thuế là bao nhiêu, thuế VAT là bao nhiêu và sau thuế là bao nhiêu, tôi thể hiện cho các anh chi tiết, nhưng mà nó rất là dài thì tôi khuyến nghị là cũng không quan trọng cái này, bỏ cái này đi. Đấy, F5 tính lại. Ở đây có một cái option nữa là có dự phòng có trượt giá hay không, thì ở đây hiện nay là có, tôi bỏ đi. Đấy, tôi bấm F5 để tính lại. Thì lúc này là nó có thể hiện cái chi trượt giá đây, nhưng mà tất cả nó bằng không, trắng trơn, thì sẽ không cộng vào. Thế còn nếu mà chúng ta không muốn có cái dự phòng này, dự phòng không được phát sinh này, chúng ta vào vào menu công trình, hệ số VLAP chúng ta bỏ cái 5% này đi, chúng ta chọn tất cả, sau đó chúng ta bỏ cái này là bỏ đi, xóa đi, bấm chấp nhận, thì lúc đấy là ở đây nó sẽ không còn cái giá trị nữa đấy. Mà tuy nhiên thầu thì thông thường thì chủ đầu tư cũng phải cho cái này vào, chứ không thì đến lúc nó phát sinh khối lượng thì chúng ta biết dựa trên cái gì để thanh toán. Cho nên là thông thường cái này cũng phải có. Và thông thường cái này cũng phải có nếu như công trình làm trong thời gian dài. Nếu nó làm một vài tháng hoặc một năm đổ lại thì có lẽ là sẽ bỏ cái trượt giá này đi. Vì thông thường trong một năm thì giá nó có biến động, nhưng mà nó biến động rất là ít. Đó, thì chúng ta có thể bỏ qua. Hoặc công trình nhỏ quá chúng ta bỏ qua cái chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá này đi. Đó. Như vậy là vừa rồi tôi đã hướng dẫn một cách chuẩn mực các cái tính chiết tính, tính dự toán gói thầu theo đúng như là ở đây thông tư Bộ Xây dựng họ hướng dẫn. Đấy, gồm các chi phí như thế này ở bảng 2.5. Tuy nhiên riêng ở cái bảng chiết tính này, khi mà trong thực tế áp dụng thì người ta có thể người ta thay đổi một chút về cái cách trình bày cái bảng chiết tính này, thì có một số cái lựa chọn như sau chúng ta lưu ý. Ví dụ như thông thường là làm một số đấu thầu thì người ta thường thể hiện các cái công tác ấy, trong một cái bảng. Ví dụ thế này, đây là một cái bảng gồm có cái tiêu đề là số tự mã rồi thành phần hao phí vân ở cái dòng số 4 này, và hết một công tác thì chúng ta sẽ đến công tác số 2, tiếp theo hết công tác số 2 đến công tác số 3, tức là nó chung trong một bảng và nó chỉ có một cái dòng kẻ liền ở đây thôi, để chúng ta khi in ra cho nó dễ nhìn. Đấy, có một cái dòng kẻ liền ở cái phần mà tôi đang bôi màu xanh. Đó. Thì thông thường là chúng ta nên làm theo mẫu này, là tức là kiểu thầu là công tác bên dưới,
Đấy, thì là tốt nhất, là tiết kiệm nhất và nó cũng đầy đủ thông tin rồi. Tuy nhiên cũng có những chủ đầu tư họ yêu cầu là mỗi một công tác này phải nằm trong một bảng khác nhau cơ. Thì tôi lấy ví dụ công tác bên trên, sau tôi bấm F5 để tính lại, F5 hoặc nút hình tam giác này nhé, thì cũng như nhau thôi. Tùy theo công trình của bạn lớn hay nhỏ thì cái thời gian tính nó sẽ nhanh hay chậm. Đấy. Rồi, thì ở đây chúng ta thấy là với công tác bên trên có nghĩa là gì ạ? Một công tác, đấy, một công tác ở đây thì nó, một công tác đây nó sẽ thể hiện một bảng. Đấy. Xong sang công tác số 2 nó sẽ thể hiện một cái bảng nữa. Công tác số 3 nó thể hiện một cái bảng nữa, một cái bảng mới đây, tính từ đây trở xuống. Đó. Thì như vậy thì nó riêng lẻ, nó nhìn có vẻ rất là đẹp. Thế nhưng mà thực tế thì cũng không cần thiết, mà cái này chỉ do chủ đầu tư họ yêu cầu cái mẫu thể hiện chiết tính như nào thì chúng ta phải thể hiện nó tương đương. Đấy. Đấy. Và chúng ta thấy là cái mẫu này nó có gì ạ? Nó có đầy đủ là các chi phí ở phía dưới như là cộng trực tiếp, chi phí chung, thu nhập thuế trước, rồi thuế VAT, rồi sau thuế. Thế nhưng mà có những chủ đầu tư ấy, người ta yêu cầu tất cả cái đống này là dàn hàng ngang, tức là dàn các cột, chỉ bổ ra các cột đây cho họ. Tôi lấy ví dụ dự thầu ngang, đấy, F5, đấy, dự thầu ngang. Thì tất cả các chi phí ở đây, đấy, người ta thể hiện, cái này không có thì thôi chúng ta ẩn đi. Đấy, chi phí chung, thu nhập thuế trước, trước thuế, thuế nhà tạm nếu không có thì chúng ta bôi đen, rồi chúng ta hiện ẩn cột, chúng ta ẩn cột đi. Đấy, đây không có, hiện ẩn cột, ẩn cột đi. Đó, rồi tổng. Đấy thì các cái chi phí khác nó sẽ nằm dàn hàng ngang ngay này. Đấy, thì đó là cái yêu cầu của chủ đầu tư mà chúng ta phải tuân thủ. Chứ nếu mà chúng ta không tuân thủ theo cái cách của người ta yêu cầu cái mời thầu ngang cái này ấy, thì chúng ta sẽ bị loại ngay từ cái vòng gọi là vòng kiểm tra cái tính hợp lệ của hồ sơ về mặt hình thức thôi, chứ chưa cần phải quan tâm cái giá trị này là bao nhiêu cả, chưa thèm quan tâm đến cái giá trị này, mà nhìn hình thức nó khác là người ta không chấm rồi. Thế cho nên là khi làm thầu chúng ta phải lưu ý cái cách trình bày cái chiết tính này phù hợp với cả cái cách của người ta. Đấy. Hay như một cái cách khác là dự thầu rút gọn. Tôi lấy ví dụ, tôi chọn cách rút gọn cách 2. Thì chúng ta thấy rằng là cái bảng chiết tính này thì chúng ta không thấy các chi phí khác, bao gồm có gì ạ? Chi phí chung, thu nhập thuế trước, thuế VAT là chúng ta không có, mà chúng ta chỉ có mỗi gì ạ? Có vật liệu, công máy này không thôi. Thế vậy những cái chi phí kia nó đi đâu mất? Đấy, thì có những chủ đầu tư người ta mời thầu, người ta chỉ yêu cầu là thể hiện các đầu việc ở đây thôi, định mức của nó, giá và tổng thành tiền, chứ chưa bao gồm có chi phí khác như tôi nói, như là chi phí chung, thu nhập thuế trước, thuế VAT là chưa có. Đấy. Thế nhưng bên dự thầu này người ta yêu cầu ấy là cái tổng này, cái tổng cộng này, và cuối cùng là cái tổng này này. Đấy. Cái tổng này là đã phải bao gồm các chi phí khác như là chi phí chung, thu nhập thuế trước, thuế VAT lán trại tạm thì phải có cái này rồi. Đó. Điều đó thì dẫn tới là chúng ta rất là khó để mà thể hiện. Thì chính vì thế mà chúng tôi phải sinh ra một cái sheet phụ là sheet hệ số. Sheet này giả thiết rằng là vật liệu là 1 đồng. 1 đồng đấy nó cộng với cả chi phí chung là 5,98%. Nó cộng thêm 0,06 đồng. Nó cộng với thu nhập thuế trước là 5,5% là 0,058 đồng. Cộng với thuế giá trị gia tăng 0,0112 đồng thì nó sẽ ra gì ạ? Là 1,23 đồng. Đấy. Nhân công thì nó ra được là cũng là 1,23 đồng. Máy nó cũng tính một cách tương tự ra 1,23 đồng. Đấy. Thế như vậy là cái hệ số cho vật liệu công máy là trong hợp này bao nhiêu là 1,23. Đó. Có nghĩa là gì? Là từ 1 đồng vật liệu ban đầu đấy, nó sẽ phải cần đến 1,23 đồng, tức là tăng thêm 23% hay là 0,23 đồng nữa để mà trả cho cái vật liệu đó. Thế thì 1 đồng đấy, thì cần phải có thành 1,23 đồng. Vậy thì đơn giản là gì ạ? Là 39.316 đồng đấy, cho cái công tác khoan này đấy, thì sẽ phải cần gì ạ? Cần 39.316 đồng nhân 1,23 hệ số thì sẽ ra cái tiền thật ở đây. Đấy. Như vậy cái tiền này nó đã bao gồm cái gì rồi ạ? Nó bao gồm cái chi phí chung, thu nhập thuế trước, thuế VAT 10% đây rồi. Đó, chúng ta lưu ý ạ. Tương tự như vậy, cái nhân công này nó nhân 1,23 này thì cái tiền này này nó đã bao gồm cả chi phí chung, thu nhập thuế trước rồi là thuế VAT rồi. Máy cũng tương tự như vậy.
Đó. Thế cho nên chúng ta sẽ đưa các con số này 48359338779 này, đưa qua đây. Đây. 48359338779 và 648982, công thức là chiết tính H13. Đấy, chiết tính đây. H đây, 13 là đây. Đây, nó lấy cái máy này đưa sang. 648982. 648982 đưa qua để tính. Thế thì đây, cái thành phần chi phí này ấy, là nó bao gồm cả vật liệu, nhân công, máy, và mà đã có cái phần đuôi, tức là phần chi phí chung, thu nhập thuế trước, thuế VAT. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta nhân cái 81,2m này, nhân 3 cái này cộng lại, thì chúng ta sẽ có cái tiền này. Tổng tiền này đã bao gồm cả các chi phí khác như tôi vừa nói rồi, dẫn tới là cái tổng ở phía dưới này, tổng phía dưới này nó đã bao gồm các chi phí khác rồi. Đấy, đấy, chúng ta lưu ý là như vậy. Thế như vậy cái cách mà chúng ta tính ở đây là chúng ta tính theo cái hệ số mà chúng ta điều chỉnh ở đây, là áp dụng với trường hợp là cái chiết tính chủ đầu tư người ta yêu cầu là không thể hiện các cái chi phí khác bao gồm chi phí chung, thu nhập, chịu thuế trước, thuế VAT, thì chúng ta bắt buộc phải in thêm cái bảng hệ số này để chứng minh rằng các cái hệ số điều chỉnh vật liệu, nhân công, máy do các cái chi phí này nó phát sinh thêm. Đấy, là như thế này, để in thêm một cái bảng này vào cái hồ sơ vào hồ sơ đấu thầu để chúng ta vào hồ sơ, đúng rồi, vào hồ sơ đấu thầu để chúng ta chứng minh cho họ cái hệ số này. Đó, đấy là một cái trường hợp đặc biệt. Tiếp theo, có một số trường hợp như thế này là ở cái chiết tính người ta lại yêu cầu là có cả như là hạng mục chung, có cả dự phòng. Đây, để chúng ta chọn là gì ạ? À? Chúng ta sẽ chọn là, ví dụ công tác bên dưới, và chúng ta chọn là thông tư ạ, 06/2016 Bộ Xây dựng có hạng mục chung, có dự phòng. Nhưng có những người chỉ có cả hạng mục chung không, thì chúng ta chọn cái này nhé. Thì tôi lấy ví dụ này. Ngoài cái chi phí trực tiếp vật liệu công máy giá trên, chi phí chung, rồi đến lán trại nhà tạm, rồi sau thuế, thì chúng ta còn thể hiện một cái gì ạ? Có hạng mục chung, bao gồm có gì ạ? Công tác không xác định khối lượng thực kế này, lán trại nhà tạm này, dự phòng này. Đấy, dự phòng bao nhiêu phần trăm, chúng ta yêu cầu là bao nhiêu phần trăm thì nó sẽ tính bấy nhiêu phần trăm, ví dụ 5% chẳng hạn. Thì cái này 1.125.000 này, 924 đồng, nó bao gồm cả gì ạ? Bao gồm tất cả vật liệu, cả nhân công, cả máy, cả các chi phí khác ở đây, cũng như là phần hạng mục chung rồi. Do đó cái dự thầu này là nó đã bao gồm cả cái hạng mục chung rồi. Đây, cái đơn giá này bao gồm hạng mục chung rồi. Đấy, cho nên cái thành tiền này là cái thành tiền có bao gồm hạng mục chung rồi. Do đó chúng ta không cần phải in cái dự toán gói thầu ra nữa, bởi vì nó sẽ không cần thiết, vì là bên cái giá trị cuối cùng, giá trị này nó đã bao gồm cái hạng mục chung ấy rồi. Thì đây là cái cách làm mà trong trường hợp mà chủ đầu tư đấy, họ lại muốn là trong cái chiết tính thể hiện luôn cả các cái phần hạng mục chung, bao gồm có lán trại ạ tạm, có công tác không xác định khối lượng kế, có lán trại ạ tạm và có dự phòng luôn ở đây. Đấy. Đấy. Nếu mà trường hợp mà chúng ta không muốn dự phòng thì chúng ta chọn cái mẫu là 06/2016 Bộ Xây dựng có hạng mục chung. Tôi lấy ví dụ. Rồi, thì nó chỉ có hạng mục chung mà nó không có dự phòng. Đấy. Thì cái giá trị này là chưa có dự phòng. Tuy nhiên thì tôi không khuyến khích làm theo cái cách như thế này, các cái cách mà như thế này, bởi vì các cách như này là cái cách mà không được Bộ Xây dựng dẫn, và thực tế là khi chúng ta in ra chúng ta thấy ạ, mỗi một công tác chúng ta phải thể hiện bằng này dòng, rất mất thời gian. Trong đó nếu mà chúng ta thể hiện ở bên dự toán gói thầu thì nó chỉ một dòng thôi. Đấy, cho nên là chúng ta nên là tuân thủ theo cái mẫu chuẩn của Bộ Xây dựng là cái 06/2016 này. Đây, 06/2016 này thì chúng ta thấy rằng như thế này ạ, là cái chi phí lán trại tạm, nhà tạm chẳng hạn, thì nó chỉ một dòng này thôi cho cả mấy công trình. Đấy. Và nó nằm ở một hạng mục chung. Thế nhưng mà nếu chúng ta thể hiện cái chi phí lán trại nhà tạm ở trong từng công tác một, thì mỗi một công tác chúng ta phải mất một dòng để thể hiện nó. Hai công tác chúng ta mất hai dòng, 1.000 công tác chúng ta mất là 1.000 dòng. Đó là chưa tính đến công tác không xác định được khối lượng kế, lòng vòng chúng ta rất mất thời gian, và khi in ra nó rất là dày, cái bảng chiết tính nó rất là dày, cho nên nó không cần thiết. Cho nên tôi khuyến nghị là nên làm theo cái cách của Bộ Xây dựng. Đấy, là gì ạ? Các cái hạng mục chung bao gồm một lán trại tạm, rồi công tác không xác định khối lượng thiết kế, thì chúng ta nên đưa nó vào một cái cục, đấy, một cái tổng ở cái sheet gì ạ? ở cái bảng là dự toán gói thầu, để chúng ta thể hiện thì nó gọn hơn. Đấy, gọn hơn cho cả nhà thầu khi in ấn, ví dụ chúng ta in ra rồi xong phải photo thành 3 bộ 5 bộ chẳng hạn, nó rất là dày, mà chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấy, rồi họ phải chấm thầu, thì người ta nhìn cái bảng chiết tính mà có cả một đống các chi phí này, thực sự là
cũng khổ lắm. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là các chủ đầu tư không nên bắt các cái nhà thầu phải làm có hạng mục chung, có dự phòng chung ở cái đống này làm gì cả cho mệt ra, mà nên thể hiện một dòng ở đây thôi ạ. Vâng, có một dòng ở đây thôi ạ là xong, một dòng lán trại ở đây, một dòng không xác định khối lượng kế từ đây cho nó nhanh đấy. Và dự phòng thì thể hiện có hai cái dòng ở đây thì nó gọn cho cả công trình, chứ không phải là mỗi một công tác lại một dòng dự phòng, nó mất thời gian lắm, đúng chưa ạ? Thì tôi thấy rằng cái cách làm này là theo như thông tư hướng dẫn là rất là dễ hiểu và hiệu quả, ngắn gọn đấy, dễ làm, ngắn gọn, in ấn gọn nhẹ đấy. Tiếp theo đây thì phần mềm dự toán G8 có hỗ trợ cái cách để mà chúng ta điều chỉnh cái giá trị gói thầu. Ví dụ hiện nay chúng ta đang là 141.908.240.000. Thế bây giờ thì mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải giảm cái giá trị thầu này, giảm cái giá trị 141 gần 142 tỷ đi để làm sao chúng ta trúng được thầu. Đấy. Thế bây giờ chúng ta bấm vào điều chỉnh thầu ở dưới này, hoặc là chúng ta vào menu đấu thầu điều chỉnh giá thầu thì cũng thế thôi. Thế thì bây giờ phần mềm nó đưa ra là gì ạ? Cái giá trị hiện tại là 141.908.000.000 đây, giá trước điều chỉnh. Sau điều chỉnh thì tạm thời đây nó đang giảm chúng ta là 10%, nó giảm đi 14 tỷ 2. Thế thì nếu như mà ở đây chúng ta thay đổi một con số mới thì chúng ta tự nhập vào đây thôi, ví dụ 141 tỷ một thành tôi giảm đi 5 tỷ đi thì còn 136 tỷ, tròn đi được chưa ạ? 136 tỷ tròn, từ 141.9 xuống 136 tỷ, như vậy là giảm đi 5.9 tỷ, đúng chưa ạ? 5.9 tỷ đấy. Thế bây giờ như này, ở đây nó có thứ tự là hướng dẫn đây đấy, là chỉ đầu tiên là chỉ ra các cái tiêu chí, và cái mục thứ hai G8 hướng dẫn là gì ạ, là G8 sẽ tối ưu theo cái tiêu chí mà chúng ta chọn đấy, cái nào mà ở trên thì nó sẽ ưu tiên trước, cái nào ở dưới cùng thì sẽ là bị điều chỉnh cuối cùng. Ví dụ thế này, trực tiếp phí khác, tôi lấy ví dụ là bạn để chúng ta có thể điều chỉnh lại nhé, chúng ta không thích trực tiếp phí khác là yếu tố bị điều chỉnh đầu tiên thì chúng ta chọn lại trong các cái này tùy đấy, chọn rồi thì chúng ta phải điều chỉnh lại cái này ở dưới, hoặc là bôi đen xóa nó đi nhé, bôi đen này, delete nó đi đấy, bấm delete trên bàn phím để xóa cái này đi chẳng hạn đấy. Rồi giả thiết rằng là chúng ta đồng ý với các thứ tự này, đầu tiên là chúng ta giảm trực tiếp phí khác trước, bởi vì trực tiếp phí khác suy cho cùng mà nói chúng ta đã thi công đâu mà biết được nó có cái gì đấy, đúng chưa ạ? Chúng ta chưa biết chắc chắn, chúng ta có thể giảm được đấy. Ví dụ như là trực tiếp phí, trời có mưa hay không, có phải vét bùn thường xuyên hay không thì chúng ta không thể biết được, đúng chưa ạ? Rồi bây giờ chi phí chung là chi phí điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chẳng hạn đấy. Rồi là thu nhập thuế trước là lợi nhuận của doanh nghiệp chẳng hạn, chúng ta điều chỉnh được đấy. Có thể là lán trại nhà tạm, chúng có thể điều chỉnh được đấy. Sau đó mới đến nhân công, đến máy, đến vật liệu đấy. Từ phần trăm đến phần trăm, tức là chúng ta sẽ yêu cầu phần mềm ấy là được phép điều chỉnh từ 0,5 đến 2,5% chẳng hạn. Nếu chúng ta muốn không phải là 0,5 mà là gì ạ? Là 1,5 đến 2,0% thôi, 2% thôi. Thì chúng ta điền vào đây như này, chúng ta quyền điều chỉnh cái này. Đấy, chi phí chung 0,5% ít quá. Đấy, nó phải là 3,5% trở lên cơ. Đấy, con số mắc này là con số chủ đầu tư đưa ra chẳng hạn. Thu nhập thuế trước 0,5% thì chẳng có lãi gì cả, lãi ít quá, tôi điều chỉnh lại thành 2,9% trở lên, ít nhất tôi phải được lãi gần 3% trở lên. Ví dụ như vậy đi, tương tự như cái này chúng ta có điều chỉnh lại nhé. Nhân công là điều chỉnh nhân công là từ 1, tức là 1 đến 20, tức là điều chỉnh tăng hoặc là giảm nhân công, cái giá nhân công ấy từ 1 đến 20%. Điều chỉnh giá ca máy 1 đến 20%, có nghĩa là chúng ta được phép điều chỉnh tăng hoặc là giảm cái giá ca máy từ 1 đến 20%. Tương tự như vậy cho vật liệu, được quyền giảm từ 1 đến 20. Các cái giá trị này chúng ta được quyền điều chỉnh lại, chúng ta nhập lại, gõ tay lại nhé. Tôi giả thiết rằng là chúng ta đồng ý các cái phương án này đấy, đấy. Thì bây giờ chúng ta bấm điều chỉnh. Rồi ok, thì nó đã báo gì ạ? Rất là nhanh, không đến 1 giây nó báo ngay là đã điều chỉnh gói thầu, kết quả đạt yêu cầu. Và chữ đạt này chúng ta thấy màu xanh,
màu xanh ở cái ô mà sau điều chỉnh, nó ghi chữ đạt ở đây. Đấy, có nghĩa là nó đạt tiêu chí là gì ạ? Bạn yêu cầu nó là 136 tỷ thì nó ra là 135 tỷ 979, tức là nó chỉ giảm một chút xíu so với cái yêu cầu của chúng ta thôi. Nó giảm quá một chút. Thế thì cái chỗ này nó đang là giảm đúng theo yêu cầu chúng ta là 1.5 đến 3.5% rồi. Và đến đây thì nó dừng lại. Đấy, từ 2.9 đến 5.5 nó điều chỉnh là còn 4.5. Nếu chúng ta thấy rằng các tỷ lệ này chưa đúng, chưa mong muốn thì chúng ta có thể điều chỉnh lại các biên độ này. Điều chỉnh lại các biên độ này. Tôi lấy ví dụ. Chỗ này tôi điều chỉnh là 1.8 đến 1.95 chẳng hạn như vậy nhé. Chỗ này là 3.76 trở đi. Tôi ví dụ vậy, điều chỉnh lại thì nó sẽ điều chỉnh lại các giá trị mới, và cái giá trị này sẽ là như thế này, 3.9%, và cái giá trị của nó là 135 tỷ 968 triệu, nó nhỏ hơn cái này một chút xíu thôi. Đó, thì là ok. Như vậy gần một hơn một 135 tỷ, nó chỉ chênh có một chút xíu cái này thôi, 86 triệu. Đấy, thì nó giảm có bao nhiêu, 986 triệu, thì còn 14 triệu so với cả giảm hơn so với cả cái yêu cầu là 14 triệu. Như vậy là 14 triệu mà trên 136 tỷ không có vấn đề gì cả, đúng chưa ạ? Thông thường là như vậy nhé. Bây giờ chúng ta thấy rằng là cái giá trị ở bên dự toán gói thầu chúng ta thấy ạ, 135 tỷ 968, đúng chưa ạ? 135 968, 928 triệu đây, 928 triệu đây, 928.000 đây. Đấy. Nếu chúng ta không đồng ý chúng ta hủy bỏ, nếu chúng ta đồng ý chúng ta chấp nhận thì phần mềm nó hỏi là chắc chắn có chấp nhận cái giá trị điều chỉnh thì không. Nếu chúng ta bấm no thì thôi, còn yes thì nó sẽ chấp nhận. Đấy. Chính vì thế mà tôi cho rằng là trước khi chúng ta điều chỉnh cái này thì chúng ta vào file chúng ta nên là ghi công trình khác với một cái tên khác, hoặc là chúng ta copy cái này sang một cái bút USB nào đó, hay một ổ cứng khác, hay một thư mục khác. Cái gốc của chúng ta ấy, trước khi điều chỉnh chúng ta nên lưu sang một cái thư mục khác, hay một cái bút USB nào đó khác ở ngoài, để khi mà có sự thay đổi muốn quay trở về cái gốc ban đầu thì chúng ta đỡ phải điều chỉnh lại, chúng ta đỡ phải mất công điều chỉnh lại các cái tỷ lệ này, nó mất thời gian lắm. Đây, ví dụ các cái này chẳng hạn đây, nó điều chỉnh lại theo cái giá trị mới đây. Đấy. Đấy. Hoặc là các cái này nó đã điều chỉnh lại theo cái lán trại tạm là 1% này, 1.8% đây. Đấy, thì nó đã điều chỉnh lại chúng ta. Đấy, thì chúng ta nó đã điều chỉnh rồi, thì nếu chúng ta không lưu lại cái file gốc thì khi mà chúng ta muốn quay trở lại thì chúng ta lại không nhớ chính xác là cái giá trị là bao nhiêu, nó rất mất thời gian, cho nên là chúng ta nên lưu vào một cái file khác. Tuy nhiên đến đây nếu như mà chúng ta đóng phần mềm lại mà chúng ta không ghi thì nó cũng sẽ nó không có thay đổi gì cả. Đấy, chứ chưa đến mức là chúng ta phải sợ mà cho rằng là cái này nó mất đi của chúng ta. Đấy, tuy nhiên thì tốt nhất là chúng ta nên lưu cái file gốc vào một cái thư mục khác cho yên tâm trước khi mà chúng ta điều chỉnh giá trị gói thầu. Bởi vì khi làm thầu này thì chúng ta biết rằng đấy là nó rất là gấp. Ngày mai nộp thầu rồi, có khi đêm hôm trước chúng ta còn thức trắng cả đêm để làm, cho nên là chúng ta phải cẩn trọng khi mà làm một số thầu, là chúng ta phải lưu cái file công trình đấy làm nhiều thư ở nhiều thư mục khác nhau, thậm chí cả lưu cả ra Google Drive rồi là đấy Sky Drive gì đấy, rồi bút USB nữa cho chắc. Đấy, chúng ta lưu ý như vậy. Một vấn đề nữa, khi làm một số thầu thì cũng có thể chúng ta muốn là vì một lý do nào đó chúng ta làm cùng một lúc nhiều cái hồ sơ đấu thầu. Đấy, và chúng ta muốn thể hiện các cái phông chữ khác nhau trên mỗi một bộ hồ sơ đấu thầu. Đấy, ví dụ cái bảng chuẩn thì G8 dùng thông phông là Tamiroman. Đấy, đây là Tamiroman, đây là Arian Nero cỡ 11, đây là Arian Nero, vân vân, đây là Nero nhưng mà bold italic, vân vân. Thế thì đây là phông Unicode, toàn bộ cái bảng là Unicode hết, tất cả là Unicode. Đấy, thì có thể là một phương án. Có thể phương án khác thì chúng ta sử dụng toàn, chúng ta đổi cái này toàn bộ sang phông ABC chẳng hạn như vậy. Chúng ta vào công cụ, đấy, đổi phông chữ sang ABC tiêu chuẩn Việt Nam 3 ABC, hoặc là chúng ta đổi phông chữ sang Vernier Window. Đấy, lưu ý là cái ABC này là cái phông mà từ thời những cái năm 90, 91, 95 trở đi đó. Thế sau này chúng ta dùng Unicode thì chúng ta lưu ý rằng là Unicode có nghĩa là chúng ta hay dùng cái Unicode dựng sẵn này này,
Đấy, tiêu chuẩn Việt Nam ABC đây này, và New Window này. Đấy, thì cái ABC là hay dùng cho miền Bắc và miền Trung, còn VNI Window là hay dùng cho các tỉnh phía Nam. Đấy, thì phần mềm nó hỗ trợ cả hai là gì ạ? Chuyển sang ABC cũng được, mà chuyển sang phông chữ VNI cũng được. Tuy nhiên lưu ý là khi chúng ta muốn chuyển sang một trong hai cái này thì trên máy chúng ta phải có các cái phông chữ tương ứng. Ví dụ chúng ta muốn chuyển sang ABC thì trên máy của chúng ta phải có các cái phông như là .vn_time, .vn_arial, .vn_arial_narrow, vân. Đấy, cái phông chữ VNI này chúng ta phải có những cái phông VNI như là VNI health, VNI time, vân vân chẳng hạn, chúng ta phải có trên máy chúng ta. Chúng ta lưu ý nhé, cái này trên máy chúng ta phải có. Còn nếu chưa có thì các bạn cài vào, thì các bạn có thể cài các cái phông chữ này vào để mà có, sau đó thì chúng ta mới sử dụng các chức năng này. Bây giờ tôi ví dụ tôi chuyển sang ABC thì phần mềm nó hỏi này, có chắc chắn là chuyển toàn bộ phông chữ các sheet sang ABC không, tiêu chuẩn Việt Nam 3 ABC hay không? Yes. No thì thôi, còn yes thì nó sẽ chuyển. Tất nhiên cái này nó sẽ hơi mất thời gian. Nói vậy thôi chắc cũng chỉ có mất tẹo vài giây là xong. Đây chúng ta nhìn này, đã chuyển đổi sang tiêu chuẩn Việt Nam 3 ABC, sau đó thì xuất công trình là sang SEL. Đấy, thì cái công trình này là chúng ta không nên lưu ở trong G8, tức là ý là chúng ta không bấm cái nút lưu này, nút save này, vì lý do là khi save này thì nó sẽ thành phông ABC, mà G8 thì sử dụng phông Unicode, cho nên là chúng ta không nên lưu. Đấy nhé, có nghĩa là trước khi mà chúng ta vào công cụ chuyển đổi phông này thì chúng ta phải gì ạ? Phải save công trình này trước, sau đó thì khi mà vào chuyển đổi này rồi thì chúng ta không bấm nút này. Tôi nhắc lại là chuyển đổi rồi thì không bấm nút này, vì lý do các cái phông này bây giờ nó thành .vn_time_h này, .vn_time này, .vn_arial_narrow này. Đấy, đấy, đấy. Bên công trình cũng vậy, chúng ta thấy ạ, các cái phông này nó là phông .vn_time, đây là .vn_arial_h, đây là .vn_time_h là phông ABC, trong đó cái file chuẩn ở G8 là phông Unicode. Đấy, thế cho nên là tôi khuyến nghị là không được lưu nhé, mà chúng ta phải lưu trước khi chuyển đổi phông. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ xuất cái này sang Excel. Tôi ví dụ như là tôi xuất sang cái đây. Các cái này thì chúng ta định dạng lại số, tức là nó sẽ định dạng lại số rồi căn chỉnh lại bảng sheet. Đấy, ví dụ như là các cái lề rồi là phông vân vân ấy, thêm tiện ích macro. Nếu mà chúng ta muốn nhanh thì chúng ta bỏ các cái tích này đi. Trong phần này tôi đang muốn nhanh, chấp nhận. Chúng ta chờ một chút. Thì đã xuất sang Excel rồi, chúng ta bấm Yes. Đấy, thì bây giờ chúng ta đang mở cái file Excel là cọc đại trà kingplaza.xls, cái file Excel. Thì chúng ta thấy đây là phông gì ạ? Phông .vn_time_h. Đây là .vn_arial_narrow. Đúng chưa ạ? .vn_arial_narrow. Đấy. Đây là gì ạ? .vn_arial_narrow có 11, tức là phông ABC. Đấy. Và ai đó có thể là chúng ta bôi đen toàn bộ cái bảng này. Đấy. Hay là bôi đen cái phần này. Vân vân nhé, chúng ta kéo xuống phía dưới để chúng ta bôi hết nhé. Đấy, đây chẳng hạn này. Đấy, chúng ta chọn cái phông ở đó khác. Tôi lấy ví dụ thế này. Đấy, tôi lấy ví dụ phông này nhé. Avan đi. Được, chúng ta thấy chưa? Như vậy cái phông Avan thì nó tròn và nó đậm hơn, tròn hơn và to hơn cái phông phông .vn .vn_arial_narrow. Narrow thì nó hẹp hơn, đúng chưa? Bây giờ ấy xong, chúng ta chỉnh chuyển phông xong thì các cái dòng này nó bị, các cái chữ này nó không thể hiện hết, đúng chưa? Thì chúng ta, nếu chúng ta kéo này rất mất thời gian, hoặc là chúng ta nháy kép vào cũng mất thời gian lắm, đúng chưa? Thì chúng ta cứ kệ nó như thế này đi. Chúng ta bôi đen toàn bộ từ dòng đầu đến dòng cuối. Chúng ta bôi này, chúng ta kéo. Sau đó chúng ta bấm shift và bấm cái dòng cuối cùng. Như vậy là chúng ta đã chọn được toàn bộ rồi, từ dòng đầu đến dòng cuối, đúng chưa? Sau đó chúng ta vào cái menu format ở trên cùng này. Chúng ta chọn là auto fit row 2, tức là nó sẽ tự động nó căn chỉnh lại cái chiều cao của dòng cho nó vừa. Đấy, chúng ta thấy chưa? Như vậy cái dòng này nó tự nó co giãn ra, đúng chưa? Cái dòng này nó tự nó co giãn cho nó vừa. Đấy, tất cả đây nó co giãn hết cho chúng ta, mà chúng ta không phải làm từng ô một thì lâu lắm. 5 đầu việc thì nhanh, chứ đến 5.000 đầu việc chúng ta làm chắc mất buổi sáng. Thế cho nên là chúng ta nhớ nhé, cái chức năng là format auto fit row 2 vô cùng quan trọng khi mà chúng ta làm Excel nhé. Ok chưa? Nó chỉ mất 1 giây để bấm thôi ạ. Đấy, và sau đó chúng ta khi chuyển phông xong rồi thì chúng ta sẽ in cái bài thấu ra.
theo cái phông mà chúng ta mong muốn, ví dụ như trên màn hình là phông ABC đấy ạ, chấm VN Avan, chấm VN Tham H, đấy, phông thuần ABC đấy. Ok, yes, tôi lưu lại được. Thời gian lưu của file giữa Excel nó lớn rất là khá là lâu đó. Thế như vậy là trong bài học ngày hôm nay, bài học này thì tôi đã hướng dẫn rất chi tiết cái cách tính toán hồ sơ đấu thầu theo cái bảng tổng hợp dự toán gói thầu số 2.5 của thông tư, bao gồm xây dựng, hạng mục chung và dự phòng một cách rất chi tiết, cũng như là hướng dẫn cái cách thao tác để mà tính cái chiết tính từ khâu tra định mức, khâu tính giá, rồi tính tiền, rồi là tính dự thầu ở đây, cũng như là tính dự toán gói thầu thông qua ba cái chi phí xây dựng, hạng mục chung và chi phí dự phòng chi tiết đây. Đấy. Thì đối với cả các cái hồ sơ đấu thầu như thế này thì chúng ta sẽ phải in ra gì ạ? In chiết tính, in dự thầu, in dự phòng thầu nếu có, và in dự toán gói thầu ra. Tất nhiên khi in chúng ta sẽ in ngược lại, cái thứ tự in sẽ là gì ạ? Cái dự toán gói thầu in trước. Đấy. Sau đó dự phòng thầu in sau, bởi vì cái này nó cũng rất là ngắn, nó chỉ có một trang thôi. Sau đó chúng ta in đến dự thầu để thể hiện được là cái giá trị bỏ thầu cho từng đầu việc một. Đấy. Sau đó chúng ta in cái cuối cùng mới là gì ạ? Là cái chiết tính. Bởi vì cái chiết tính nó rất là dài, một đầu việc nó đã lên đến từ dòng số bao nhiêu đấy, từ dòng số 6 mà đến 22, 22 trừ đi 6 là được được làm 16, cộng 1 là 17 dòng. Đấy, 17 dòng, một công tác là 17 dòng, cho nên rất là dài. Ví dụ như cái bài thầu là bao nhiêu, bao nhiêu trang đấy ạ? 1316 trang, dòng, tôi nhầm, 1316 dòng, rất là dài. Cho nên là cái bảng chiết tính này chúng ta sẽ in ở sau cùng. Đấy, tất nhiên theo đó nữa thì các bạn sẽ in gì ạ? Các cái năng lực của nhà thầu, rồi cái biện pháp thi công, tổ chức thi công, rồi bản vẽ, tiến độ thi công vân kèm theo sau, hoặc là trước thì tùy theo cái yêu cầu chủ đầu tư. Còn riêng về cái mảng tính cái giá trị gói thầu, chúng ta in dự toán gói thầu trước, tiếp theo in dự phòng thầu, tiếp theo in dự thầu, và cuối cùng là in chiết tính. Ok chưa? Đó. Đấy. Thì chúng ta đã thực hành xong trên phần mềm G8. Thế còn thì cái bài tập của chúng ta đối với cái hồ sơ đấu thầu là gì ạ? Chúng ta sẽ làm bài tập như sau. Bây giờ tôi sẽ đề bài ra là thực hành việc tính và thể hiện cái hồ sơ đấu thầu cho các công tác sau. Thì tôi gợi ý là có 5 công tác như thế này. Chúng ta có thể chọn ra độ khoảng 3 công tác thôi, chứ làm nhiều quá nó cũng mất thời gian lắm, mà nó tương tự nhau thôi. Hoặc là chúng ta có thể chọn ra 3 công tác mà chúng ta đang thiết kế, đang thi công công trình của chúng ta, để chúng ta làm thử, để chúng ta làm bài tập. Đấy. Tất nhiên thể hiện đấu thầu này thì chúng ta phải làm gì ạ? Phải làm cả cái bảng chiết tính, đúng chưa ạ? Chúng ta phải làm cái bảng gì ạ? Đây, chiết tính nó tương tự như thế này. Đấy, chúng ta phải làm cái bảng dự thầu nó tương tự như thế này. Và chúng ta phải xác định được cái gì ạ? Cái dự phòng thầu, rồi xác định được dự toán gói thầu, giống như tôi vừa hướng dẫn ở đây. Đó. Thì cái buổi cái bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thì trong quá trình mà theo dõi video, hoặc là trong quá trình làm việc, học tập sau này thực tế của chúng ta, chúng ta có gặp những cái vấn đề gì vướng mắc, hay là cần trao đổi hoặc hỏi thêm, hoặc là chúng ta đóng góp các ý kiến, thì các bạn vào trợ giúp này, vào dự toán g8.com. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe, hoặc là có thể là học hỏi thêm được một vài cái điều gì đó trong cái video này. Xin chân thành cảm ơn các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.